Hello. Bắt đầu nha cả nhà ơi. Bắt đầu vào ha. Ok. Vào chưa nào? Vào chưa? Hôm nay thì Dung sẽ chia sẻ cho nhà mình tất tần tật các cái vấn đề về da, cái phương pháp điều trị ha, các cái phương pháp điều trị về tất cả mọi vấn đề về da. Ok, để Dung share vào đây. Bắt đầu vào rồi ha, nhưng mà chưa nhiều. Dung sẽ like trên trang Mỹ Top White. Đợi nhà mình vào và bắt đầu Dung chia sẻ ha. Ok, trang này có vẻ vào hơi bị chậm ha, chờ Dung chút xíu. Ok, vô hơi chậm một chút ha. Mới có 11 người xem thôi. Chờ thêm chút xíu nào. Ok. Đợi xem nhiều trang đã bắt đầu mọi người vào đông, Dung sẽ nói về các cái liệu trình về mọi loại da ha. Liệu trình điều trị cho tất cả mọi loại da. Giờ này giờ Mỹ thì 11 giờ đêm rồi, nhà mình bên kia thì chắc 12, 13, 1 giờ ha. Bắt đầu vào làm việc rồi ha. Xong, đăng, ok. Bắt đầu vào. Dung muốn like trên cái bên này, dù cái bên này nó hơi bị ít người theo dõi, nhưng mà khi like trên bên này cho cái lượt tương tác nó tốt hơn. Rồi, bắt đầu vào rồi ha. Trước khi like thì lúc nào Dung cũng chuẩn bị một cái bình nước rất là đầy nè, nhà mình thấy không, trong phòng ngủ lúc nào cũng rất là nhiều nước. Cái bài chia sẻ hôm nay á là dành cho đại lý nữa nè, đợi mình chút xíu không lấy xong, dành cho đại lý ha, cho khách hàng. Nhiều khách hàng hỏi là tóc quai thì chuyên về trị nám, vậy da họ da thường hay mọi cái vấn đề da khác có sử dụng được không? Hôm nay Dung sẽ chia sẻ cho khách hàng và các đại lý biết mọi cái vấn đề về da và nguyên nhân và cách điều trị ha. Tại sao mình lại hình thành những cái vấn đề da đó. Các bạn hay nói Dung là nên tổ chức một cái lớp dạy trực tuyến, tức là lớp dạy trực tiếp á, bên ngoài. Nhưng mà Dung thì cái giai đoạn này á, là Dung không có làm được cái điều này ha các bạn ha. Đó, nên là Dung sẽ chia sẻ online cho nhà mình ha. Rồi, trước khi mà vào cái chia sẻ cái vấn đề da, đỡ nhà mình vào đông đông á, Dung tranh thủ giữ cái da một chút xíu ha. Ok, thật ra cái đêm một đây nè, da Dung hiện nay giờ vẫn đang xài được bình thường nhà mình ha, nhưng mà Dung sẽ vào liệu trình dưỡng da ha. Ok, trước khi dưỡng D2 thì Dung sẽ vào D6. Chào Thu Thủy, chào Quỳnh Thùy Linh, chào Trần Diễm nha. Ok, chúng ta sẽ chia sẻ mọi cái vấn đề về da ngày hôm nay để cho tất cả những cái đại lý mới nè, họ sẽ nắm bắt từng cái liệu trình, phương pháp điều trị. Ok, sau khi mình bôi D6 ha, bôi D6 ướt ướt mình lại bôi xuống cổ không sao hết. Rồi, mình sẽ bôi D2 tiếp tục ha nha mình.
đi hai nè, hai nhà mình ha, mình khui vụ đi hai mới nè. Okay. Chào Kiều Thu nha, chào Bình Nguyễn, tranh thủ dùng làm một chút xíu để cho nhà mình vào cho đông đủ ha, mới có 153 người xem thôi. Chúng muốn cái lượt này nó tăng lên nhiều hơn, nhà mình chia sẻ giúp Chung ha, để khách hàng nắm bắt cái liệu trình ha, họ sẽ hiểu sử dụng làm sao để cho da họ đẹp ha. Ok, hôm nay nói sẽ hơi bị nhiều một chút xíu, đáng lẽ lên sớm hơn mà đang nghi nó chưa chịu ngủ. Nhà mình chịu khó dưỡng cho Dung á, à, cái liệu trình dưỡng da này á, da mình sẽ lúc nào cũng đẹp ha. Mà Dung làm nhanh để vào cái chia sẻ cái liệu trình cho khách hàng. Ok, và nó hơi sáng rồi. Xong môi thì Dung mới ủ cái dưỡng môi ha, mình sẽ bôi ủ một chút xíu nữa ha. Yes. Chào Lê Thảo ha. Rồi, Dung đang dưỡng D2, thứ 6 là D2 rồi. Ok, rồi bây giờ mình thấy nó hơi ráo ráo rồi nè, mình sẽ bôi cái D3, bôi D3 nha nhà mình, làm lẹ lắm. Khi mình xài mình nhớ mình kéo cái da mình lên để tránh nó trùng chảy xệ xuống ha, kéo lên này nhà mình, nó khỏi bị khóe ha. Ha, hơn 200 người vào rồi ha. Ok, bắt đầu được rồi đó. Các bạn có thấy là Dung có để mọi cái vấn đề về da không nhà mình? Dung sẽ comment lên, copy comment lên để cho nó nổi lên để khách nắm được hôm nay Dung chia sẻ cái gì ha. Ok, nhà mình thấy tín hiệu rõ không? Rồi, không có ghim được nữa. Chờ Dung chút xíu. 200 người vào, chờ Dung chút xíu nha. Rồi Dung đang cần phải làm thao tác này một chút nữa. Ok, rồi, đánh chút son. Son nữa. Dạ, son ha. Hôm nay mình sẽ đánh một cái màu nào đó nó vừa vừa thôi. Rõ rồi đúng không? Rồi. Cái. Dùng cái đánh lớp dưỡng mà Dung quên bôi lớp dưỡng ra rồi thì môi nó sẽ không có lì ha. Thôi vậy Dung chùi ra đi, muốn cho nó lì để tí mình uống nước nó không có dính ly á. Ok, chưa ra hết là không thấy.
đang là màu số 4 nha nhà mình. Mình sẽ phối thêm màu số 2 vào. Làm lẹ thôi, chia sẻ với nhà mình chờ. Ok. Rồi. Tiếp theo. Nhà. Cái này nó hơi khô khô nè nhà mình. Một chút má hồng. Cũng làm cho nó khô nhẹ chỗ này một chút để tránh cái sóng mũi. Chung chỉ nhà mình dạo này á, trang điểm Dung thấy là trang điểm khá đẹp rồi đó, bắt đầu đẹp rồi đó. Không biết khách hàng của Dung có làm không. Ok, làm mình tự làm thì mình làm đơn giản thôi, nó cũng dễ thôi. Mình làm hoài thì mình sẽ đẹp thôi nhà mình. Rồi, tới cái má hồng. Má hồng thì mình sẽ dùng bằng son ha. Dùng bằng son. Đơn giản thôi mà rất là nhanh ha nhà mình ha. Dùng sữa pha, hồi nãy mình đánh hơi hồng hơn như số 4 với cái số 2, số 3 thì bây giờ mình sẽ phối cái má hồng nó cũng na ná vậy ha. Yeah. Mình đánh má hồng để cái mặt mình nó vô khối, nếu không mình nó sẽ hơi vô khối, đỡ nó đỡ trắng bạch đó nhà mình ha. Đó. Trường hợp các bạn đánh mà vội quá giống như Dung vậy nè, bạn thấy nó bị loang không, thì các bạn sẽ dùng chút chống nắng, hoặc là các bạn dùng cushion. Dung hiện nay Dung không xài cushion. Bạn thoa nhẹ nó lại áp đi ha, đơn giản nhanh gọn lẹ ha. Đó, rồi xong rồi đó. Tại vì Dung làm nhanh để vào liệu trình để nói cho các bạn ha. Rồi, tương đối cũng khá ổn ha. Rồi, bắt đầu hôm nay chúng ta sẽ nói về cái vấn đề da này. Ôi, nó mất cái comment hồi nãy cái Dung rồi. Để Dung chút xíu đi. Rồi, điểm này lên đó. Ok, rồi. Dung có nói là Dung sẽ chia sẻ nè. Đầu tiên cái da gì nè. Hôm nay thì bây giờ bắt đầu mình sẽ nói về cái làn da thường trước nha nhà mình. Làn da thường trước ha. Rồi. Mình mới đánh son nhưng mà uống không có chính ly nè nha. Rồi bây giờ Dung sẽ chia sẻ đầu tiên cái vấn đề da thường ha nhà mình ha. Cái vấn đề da thường thì một cái làn da là da, tức là da nó không có vấn đề gì hết ha. Da đó là một cái làn da gọi là làn da đẹp ha, tức là có thể cái màu da nó có thể là nó không được trắng hay gì đó, nhưng cái da đó nó không khô, nó không dầu ha, lỗ chân lông không to. Thì đối với cái làn da thường mình sẽ gặp ở những cái đối tượng nào, đối tượng đó là họ chăm sóc da rất là tốt ha, mà có thể cái sắc da của họ nó không có sáng, nhưng mà cái sắc da họ không có sáng, nhưng mà cái da của họ được xếp vào da thường là da không dầu, không khô ha, không nhạy cảm đó, rồi gọi là da thường ha. Da thường thì nó thường là cái làn da mà gọi là da đẹp ha. Đó rồi, vậy thì đối với làn da thường mình sẽ cho liệu trình khách nó rất là đơn giản. Những da đó thì đâu có vấn đề gì đâu mà chúng ta phải bàn nhiều, đúng không? Đó. Vậy thì đối với làn da thường, chúng ta sẽ cho cái liệu trình cực đơn giản là bộ dưỡng da. Để cho, tức là những cái khách hàng này là những cái khách hàng họ muốn chăm sóc
họ muốn chăm sóc để làm gì? Để giữ được cái da của họ đẹp, họ không bị vấn đề gì về da, tức là họ ngăn ngừa vấn đề nám da, ngăn ngừa vấn đề lão hóa da ha các bạn ha. Đó, thì chúng ta sẽ cho họ cái phương pháp, một cái liệu trình cực đơn giản với bộ dưỡng da, chăm sóc cho họ làm sạch sau, cân bằng độ pH trên da, da của họ sẽ giúp được da của họ là nó đẹp tự nhiên, mà nó sẽ nè ngừa được nám nè, ngừa được mụn nè, chống lão hóa ha. Đó, thì đối với những cái da mà da thường như vậy đó, hoặc là người ta đến với mình người ta nói là ừ em ơi chị ơi, da của em không có bị vấn đề gì hết á, em chỉ muốn da em sáng lên, da em không có lỗ chân lông to, da em rất là đẹp, em bây giờ em rất là ngại chọn cái mỹ phẩm nào sử dụng, lý do tại sao khi mà em chọn mà không đúng mỹ phẩm á, thì làm cho da của em càng ngày càng hư, đúng không ạ? Vậy thì đối với cái làn da thường này cũng không phải là đơn giản mà để các bạn chọn một cái liệu trình cho họ hoặc là chăm sóc cho họ. Đối với top white thì dễ, nhưng mà đối với cái tâm lý của người khách hàng, họ sẽ lo ngại là da tôi đã đẹp rồi thì tôi xài cái này lỡ là nó xấu da tôi làm sao, đúng không các bạn? Đó, nên thì đối với những cái vị khách này á, họ hay lo ngại vấn đề khi họ lựa chọn sản phẩm thì họ lỡ trúng bởi cái người mà tư vấn hoặc là cái nhãn hàng nó không có tốt cho da của họ, thì làm cho tự dưng là giống như gì, trâu lành mà thành trâu què đó, tức là da đang đẹp càng đi theo một cái phương pháp, một liệu trình, một cái dòng sản phẩm thì làm cho họ càng ngày trở nên họ tệ hơn. Thì cái đó là chúng ta phải hiểu rằng cái tâm lý của khách hàng, họ đang da họ đang tốt mà nếu mà họ sử dụng cái sản phẩm mình hoặc là họ muốn sử dụng, đương nhiên họ phải muốn sử dụng để làm gì, để giúp cho da họ được cải thiện hơn, tức là một phần cải thiện mà một phần bảo vệ của da của họ trong tương lai, tức là họ không bị lão hóa, không bị chảy xệ, không bị nám, không bị mụn. Vậy thì chúng ta phải cho họ một cái liệu trình, đúng không các bạn ha? Vậy thì đối với cái da đó thì nó không có một cái gì trở ngại hết á, mà chúng ta bây giờ chúng ta phải cho họ đầu tiên là cái bước làm sạch da, cái bước làm sạch da, đưa họ về quy chuẩn. Có thể là họ nói là trước giờ em không có xài làm sạch da, em không có xài tẩy trang, nhưng mà cái tương lai bắt buộc họ phải xài và bắt đầu họ phải xài. Khi họ xài chắc chắn những cái làn da thường này, họ càng ngày sẽ càng đẹp hơn ha. Thì quý vị, các bạn sẽ cho khách sử dụng cho Dung tẩy trang ha, tẩy trang, một cái sữa rửa mặt, một cái tẩy trang. Da thường thì chúng ta không có tốn kém nhiều ha. Tẩy trang, rửa mặt và chúng ta cho bộ dưỡng đó là D2, D6. D2, D6 và D3 ha. Đây là cái bộ sản phẩm mà họ phải sử dụng nha các bạn. Đó, đó là nè. D2, D3, D6 ha. D2 nè, D3 nè, D6 là serum nè ha. Và cái tẩy trang rửa mặt thì lúc nào cũng bỏ trong cái phòng tắm hoặc cái toilet để mà tẩy trang làm sạch một ngày 2 lần ha. Một ngày 2 lần. Tẩy trang thì một ngày một lần buổi tối thôi, và rửa mặt thì tẩy trang một lần ha. Đó. Rồi các bạn cho khách sử dụng dùm Dung đó là mỗi tối, sáng tối, sáng thì mình cho D6 và D2 ha. Sáng cứ rửa mặt, sáng thì rửa mặt sạch cho D6, D2 ha và D3. Đó là bằng buổi sáng nha. Nhớ D6, D2 trước khi xài là phải rửa mặt sạch, và D6, D2 và D3. Đó là buổi sáng. Và buổi tối thì mình xài cái tẩy trang. Tẩy trang mình lấy cô tông mình lau sạch rồi mình vô mình rửa mặt lại 2 lần ha, đảm bảo da đẹp đẹp tuyệt vời luôn. Xong rồi mình cho D6 và D2 và mình đi ngủ ha, không xài D3 ha. D3 xài ban ngày thôi cũng được rồi ha. Nhớ D3 xài ban ngày thì mình xài nhiều một chút ha. Rồi, phương pháp của mình đối với da thường như vậy là tuyệt vời rồi đó. Rồi, vậy thì quá tuyệt vời đối với làn da thường. Vậy thì ví dụ như những cái bạn mà còn trẻ, bạn chưa có điều kiện, bạn nói là em không có điều kiện thì em muốn cái liệu trình của em nó ít tiền hơn, thì các bạn có thể bớt cái D6 này ra cho họ. Dạ, bớt thì chắc chắn nó sẽ không đẹp bằng, tại da họ nếu mà đã quá đẹp, đã tốt rồi, nếu họ có điều kiện thì cho D6 chắc chắn họ rất là đẹp. Nhưng mà nếu không có thì mình vẫn giảm được một cái D6 nha. Đó, tại vì tùy đối tượng khách hàng mà. Tại vì những cái khách hàng đó là họ không có theo nổi, họ không theo nổi nguyên cả cái D6 nữa, họ cảm thấy tốn kém quá thì mình bớt cái D6 ra, chỉ bớt được D6 thôi, không bớt được các sản phẩm còn lại. Chúng ta chỉ ưu tiên bớt D6 chứ không ưu tiên bớt tẩy trang.
Dù cái D60 700 ngàn, cái này có 400 ngàn thôi, nhưng chúng ta vẫn phải ưu tiên tẩy trang là hàng đầu nha nha các bạn. Đó, thì đầu tiên các bạn ghi chép lại dùm Dung cái phương pháp dành cho làn da thường ha. Đó, chúng ta có thể bỏ D6 nhưng không bỏ tẩy trang hay rửa mặt, không bỏ D2, không bỏ chống nắng. Đó là một phương pháp để giữ da cho khách đẹp mãi mãi ha. Đó, rồi nếu sau này họ có điều kiện thì kêu họ phải thêm D6 vào để nó giúp chống lão hóa này, nó giúp da sáng, da tăng tông nè, da đẹp, da rất là mịn màng ha, và da không bao giờ xỉn màu. Đó, vậy thì mình phải đưa D6 vào. Rồi, đó là phương pháp đầu tiên dành cho da thường. Ok, phương tiếp theo là da tiếp theo nè. Da dầu, bắt đầu tới da dầu ha. Da nám thì mình sẽ ưu tiên nói sau nha. Rồi, nếu mà bây giờ đó có một bạn comment, bạn Kim Tiến comment cũng rất là hay nè. Đúng rồi. Chúng ta nếu mà chúng ta ưu tiên dưỡng mà chúng ta không ưu tiên làm sạch, dù có bộ làm sạch nó rất là rẻ tiền. Vậy thì khi chúng ta ưu tiên cái sản phẩm dưỡng mà không ưu tiên làm sạch thì bị ảnh hưởng gì? Đó là da của chúng ta bị tắc nghẽn bên dưới ha, tắc nghẽn bên dưới da ha. Khi tắc nghẽn bên dưới da thì làm sao? Thì chúng ta có đưa dưỡng chất vô thì nó cũng sẽ không hấp thụ mà nó sẽ đẩy ngược lên, và nó làm cho da của mình càng ngày càng gì? Da của mình càng ngày càng dễ bị vấn đề kích ứng da, dễ nhạy cảm hơn với môi trường, và da của mình dễ bị lên hột, tức là lâu ngày nó tiềm ẩn bên dưới thì đến một ngày nó sẽ đẩy những cái mụn dưới da lên và da chúng ta nhạy cảm hơn. Vậy thì Dung vẫn ưu tiên cho các bạn là cái phương pháp làm sạch đầu tiên là ưu tiên lớn nhất ha, làm sạch sau đó mới dưỡng. Chúng ta có thể tiết chế bớt những cái sản phẩm gọi là xa xỉ như serum hay tất cả các sản phẩm xa xỉ hơn, xịt khoáng vân vân, nhưng mà dưỡng chúng ta phải dưỡng, dưỡng ẩm là chúng ta phải dưỡng ha, dưỡng ẩm một cái D2 và một cái chống nắng ban ngày là cái phải bắt buộc phải có. Nếu các bạn không có chống nắng thì các bạn dưỡng thì cũng gặp vấn đề da, tức là mình ra ngoài mình sẽ bị ăn nắng, mình sẽ bị lão hóa thay do cái tia tử ngoại nó làm ảnh hưởng da của mình rất là lớn. Vậy thì mình phải ưu tiên cái vấn đề này, chống nắng, dưỡng da, làm sạch đầu tiên, dưỡng da và chống nắng, hai cái đó không thể tách rời. Còn các bạn nói bỏ nữa thì bỏ cái gì? Không bỏ được nữa. Nếu mà bỏ thì tôi nói thiệt, tôi ưu tiên bỏ luôn cái dưỡng luôn chứ không ưu tiên bỏ chống nắng. Tại vì chúng ta đang ở, nếu mà chúng ta đang ở một cái cường độ ánh nắng mà dù mình ở trong nhà mình vẫn ăn nắng, cái bạn dưỡng mà các bạn không ưu tiên chống nắng thì các bạn cũng, da bạn cũng sẽ càng ngày càng tệ hơn ha. Thà mình bảo vệ mà mình không dưỡng còn đỡ hơn là mình dưỡng mà mình không bảo vệ nó ha. Vậy thì đó là một cái phương pháp mà Dung mong rằng các đại lý cấp 2, cấp 1 phải hiểu và tư vấn cho khách để biết cái ưu tiên nào đối với khách hàng mà họ không có cái điều kiện mà họ mua đủ một cái trọn cái bộ dưỡng mình, thì mình bớt ra những cái sản phẩm như vậy. Nhưng mà đối với da thường thôi nha, còn với những cái làn da khác thì có những làn da chúng ta không thể bớt được ha. Tiếp theo mình sẽ qua cái phương pháp da dầu ha. Da dầu thì ai cũng không phải sinh ra ai cũng tự dưng có làn da dầu, mà họ xuất phát từ cái làn da thường mà trở thành da dầu do ảnh hưởng bởi môi trường, do ảnh hưởng bởi là nội tiết tố nè, do tới thay đổi cái hormone sinh lý nữ hoặc là nam, họ vẫn bị thay đổi sinh lý nam nè, tức là tới cái thời điểm mà vậy thì bắt đầu cái cơ thể của họ bắt đầu nó có sự thay đổi. Thì lúc này từ cái làn da thường, sinh ra em bé nào cũng là da thường á, bắt đầu tới cái tuổi dậy thì tất cả mọi thứ nó đều thay đổi ha. Hormone nam nó hoạt động mạnh hơn, hormone nữ hoạt động mất cân bằng hơn, vân vân, là bắt đầu các em sẽ bị vấn đề da dầu ha. Da bắt đầu da nó sẽ có tình trạng da dầu hoặc khô ha. Nó có mỗi cái, và Dung sẽ chỉ cho các bạn nó có hai trường hợp diễn ra đối với da hỗn hợp dầu nè hoặc là hỗn hợp khô nè. Mình nói tới da dầu, da khô, da nhạy cảm ha. Đó, thì Dung ví dụ nha. Dung ví dụ da của mình là vùng chữ T. Đây, thường cái vùng này nó sẽ đổ dầu, cái vùng này nó khô hoặc nó bình thường. Da dầu đây, và có người thì họ dầu toàn cái gương mặt luôn, họ dầu tất cả cái trên cái gương mặt của họ là gọi là da dầu. Nhưng nó có một dạng nữa là hỗn hợp dầu, tức là cái vùng chữ T nó chuyên môn đổ dầu. Đó là vùng trán, vùng mũi, vùng cằm và cái vùng đây nè,
nó sẽ đổ dầu. Thì tại sao mình thấy cái vùng đổ dầu thì những cái vùng này cái lỗ chân lông nó sẽ rất là to, đúng không ạ? À? Đó. Vậy thì còn những cái còn cái vùng nè, cái vùng chữ U nè, cái vùng chữ U của gương mặt mình á là cái vùng nó sẽ bị một là khô, hai là nhạy cảm, ba là nó bình thường nha. Vậy thì đó gọi là hỗn hợp dầu, hoặc có một trường hợp nữa là da mình dầu luôn ha. Vậy thì đối với da mình da dầu á thì hồi xưa đó các hãng á hay ra cái sản phẩm này dành cho da dầu, một vùng bôi cho da dầu, một vùng bôi cho này, thì chúng thấy nó rất là phức tạp, mất thời gian, tốn kém tiền của khách hàng. Thực ra cái nguyên tắc cơ bản của một cái làn da nó chỉ như vậy thôi. Tất cả mọi làn da nó đang bị vấn đề là nó chưa đi về, nó đi về một cái quy trình da chủng, tức là mình phải đưa nó trở về lại cái quy trình da chủng thôi. Da dầu, da khô hay da nhạy cảm, da gì cũng vậy, chúng ta đưa nó trở về đúng chu kỳ cái da thường của nó. Chứ bây giờ mình mang một cái bộ sản phẩm mình bôi cho làn da dầu, mình bôi cho làn da khô, không phải khách hàng nào cũng đáp ứng được điều như vậy ha. Và mỗi lần bôi có một chút nó rất là phức tạp. Vậy thì đối với Top White, cái cơ bản á, mà khi mà Dung theo 10 bữa nay 17 năm nghề, đến nay là 18 năm nghề, thì Dung hiểu một cái nguyên tắc cơ bản á, là chúng ta phải đưa cái làn da nó về lại cái tố chất của nó, đó là làn da thường. Đó. Khi quý vị đi soi da, đi đưa cái mặt vào một cái máy soi da mà để cho nó phân tích ra cái da mình có tốt hay không á, có đẹp hay không á, là nếu mà nó đưa về cho mình cái làn da thường, là làn da đủ độ ẩm, đủ nước, đủ vân vân, là tức là da bạn là da đẹp đó. Vậy thì cái nguyên tắc khi bạn rơi vào cái trường hợp da của các bạn thì các bạn chỉ cần quay về đúng cái làn da tố chất từ ban đầu là da thường, là da bạn sẽ đẹp. Dung chưa nói tới vấn đề da sạm, sạm là một vấn đề khác nữa. Bây giờ mình nói độ dầu, độ khô, độ nhạy cảm trên da đã ha. Rồi, vậy thì khi mà chúng ta gặp vấn đề mà cái da nhờn đó thì đối với Top White cực kỳ đơn giản luôn. Không cần phải mua một cái bộ chăm sóc với vùng chữ T riêng và vùng chữ U riêng. Không cần. Các bạn cũng chỉ giúp cho Dung tẩy trang cho Dung, rửa mặt cho Dung. Những cái sản phẩm này nó đã điều chế cho da của mình ổn định trở về cái làn da gọi là gì, da thật, da thường. Nó sạch nhưng mà nó ổn định, nó không có khô. Các bạn có để ý khi các bạn mua một số tẩy trang bên ngoài, các bạn bị trường hợp là da các bạn xài lên nó bị khô không? Và cái quy tắc các bạn hay suy nghĩ nè, da tôi đang dầu thì tôi phải đi tìm một cái sản phẩm nào nó làm khô da lại, nó hút cái dầu đó. Cái đó là sai. Các bạn, nếu các bạn có còn nhớ mà có một cái nhãn hàng Dung không thể nói tên được, đó là rất chuyên về trị mụn mà da dầu. Nhưng các bạn càng xài các bạn có thấy bạn càng mụn không? Mà da bạn khô róc lên không? Đó. Cái đó là cái người mà họ điều chế sản phẩm họ không am hiểu một cái chuyên sâu về về cái quy tắc da, mà họ chỉ biết là bây giờ da cái cô này nó đang dầu, nó hay mụn, cứ trị mụn là phải đưa cái quất cái gì vô nó khô lại là sai. Tức họ, nguyên tắc của họ chỉ suy nghĩ vậy nè, cái tư duy của họ nó không có tới được về chuyên sâu về da. Họ chỉ nghĩ vậy nè, cái da mà nó dầu là nó hay lên mụn, bây giờ mình xử lý cho nó khô là nó hết mụn. Sai. Cái đó là nguyên tắc sai ha quý vị ha. Vậy thì Dung chỉ cho các bạn, đối với một số cái da mà họ dầu á, thì lý do tại sao dầu, mình phải hỏi nguyên nhân lý do tại sao dầu ha. Vậy thì khi mà da nó dầu á, bắt đầu nó có trường hợp nó sẽ lỗ chân lông to, nảy sinh mụn, đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ nói cái vấn đề với cái da dầu, có trường hợp người ta dầu mà ta chưa sinh mụn nữa. Nhưng các bạn để ý, khi mà da họ dầu thì da thường lên những cái mụn bọc rất là to ha. Tại vì cái vấn đề da nó bị tắc nghẽn ha, rồi da nó bị mất cân bằng nội tiết à, nó mất cân bằng nội tiết, nó bị một số vấn đề đó gọi là nội hormone á, đó hormone sinh lý nữ hoặc hormone sinh lý nam, nó mất độ cân bằng. Thì khi mà cái độ dầu nó tiết ra nhiều như vậy đó, là nếu mà mình muốn xử lý nó ha, thì mình cũng chỉ cần làm sạch. Tại vì khi mà nó trổ ra ngoài á, thì bắt đầu mình cũng dùng cái phương pháp làm sạch của mình thôi. Đó là mình làm sạch da để làm sao nó không tiềm ẩn cái ổ khuẩn ở vùng đó ha. Mình làm sạch cho đúng cách ha. Đối với da dầu mà dầu nhiều thì các bạn có thể cũng tẩy trang một ngày cho Dung một lần, tẩy trang cho kỹ, nhiều nhiều dầu hơn. Rồi các bạn sẽ suy nghĩ, ơ cái tẩy trang này dầu, tôi bị dầu nữa, tôi xài sẽ không có hiệu quả, tôi đang cố tình đưa cái dầu lên da, da tôi dầu nhiều hơn. Sai. Cái dầu đó các bạn rửa sữa nước mặt không bao giờ hết, mà các bạn phải dùng cái dầu tẩy trang các bạn vấy đi nó mới hết. Có một cái nguyên tắc gọi là dùng dầu để tiết chế dầu,
Đó, khi các bạn lấy cái dầu này các bạn tẩy trang xong thì các bạn chỉ cần rửa sữa mặt D5 lại cho Dung 2 lần. Da nào cũng sử dụng được. Dung đã nói rồi, chỉ cần chúng ta đưa tất cả mọi là da nó về quy tắc da thường là da các bạn sẽ đẹp ha. Rồi, vậy thì sau khi mình tẩy trang, mình rửa mặt 2 lần rồi, nếu da các bạn giai đoạn đầu nó còn nhiều dầu thì các bạn buổi trưa các bạn rửa cho thay Dung một lần D5 nữa, tức là sáng trưa tối ha. Đó, nếu các bạn tẩy trang nữa thì càng tốt, tức là da mình quá dơ mình tẩy trang nữa thì càng quá tốt ha. Rồi, đó là cái bước làm sạch để cho các bạn hết dầu nha. Rồi rồi bạn có thể đưa chương trình dưỡng da vào được là bằng cái bộ D6 D2 D6 D2 và D3 ha. Bạn vẫn đưa quy trình dưỡng vào được trường hợp da bạn không mụn nha. Da bạn không mụn, bạn vẫn đưa cái quy trình này vào được. Đó, thì tầm khoảng 1 tuần đến 2 tuần Dung đảm bảo cho các bạn sẽ hết dầu 70%. Cái này là Dung dám chắc cho các bạn, 70% bạn sẽ hết dầu. Lỗ chân lông các bạn bắt đầu xe nhỏ lại, các vùng chữ T, vùng nào mà lỗ chân lông to bắt đầu nhỏ lại ha. Rồi, vậy trường hợp em dầu không mụn nhưng mà em hay có những cái mụn to, em không có mụn hết mặt mà em có mụn to, thường những cái làn da dầu nó hay bị những cái mụn bọc. Mụn bọc thì các bạn giúp Dung bôi D4. Ôi da không để đây, ở đây rồi, D4 đây này. Các bạn bôi giúp Dung cái D4 nha. Các bạn giúp Dung bôi D4. D4 thì này hình như cái mẫu cũng giống vậy rồi nè nhà mình. Cái hũ này Dung mang qua là hũ cũ. Bạn bôi cho Dung, chấm D4 cho Dung một ngày 4 lần, 5 lần, 6 lần tùy thích ha. Các bạn cứ chấm D4 lên cho Dung những cái cục mụn to ha, là hết rồi, vậy thôi. Rồi, các bạn chăm sóc đều đặn cho Dung đúng 2 tuần. Đúng 2 tuần Dung đảm bảo dầu các bạn giảm từ 5 đến 70%. Trường hợp đó dầu ít thì các bạn sẽ giảm được 70%, dầu nhiều các bạn hãy giảm được 50% ha. Và các bạn cứ xài vậy cho Dung, Dung đảm bảo một thời gian ngắn sẽ da bạn sẽ trở về da thường mà lỗ chân lông nhỏ lại và rất là đẹp ha. Cùng đồng thời da nó sẽ sáng lên và nó mượt, nó mịn rất là nhiều. Còn nữa, đối với da dầu họ thường hay bị sừng thì các bạn có thể dùng cái D10 này nè. Cái D10 này tẩy dù là hạt, tẩy tế bào chết nhưng các bạn cũng có thể tẩy tẩy ướt nha, không tẩy khô nha. Tại vì tẩy khô dành cho body nhưng mình tẩy ướt dành cho da mặt nhẹ thôi. Một tuần các bạn làm cho Dung một lần thôi cũng được ha, một lần đến hai lần. Nếu trường hợp các bạn có điều kiện nữa thì Dung chỉ luôn, khi da các bạn dầu các bạn nên sử dụng thêm D1 cho Dung để lấy lớp sừng. Để lấy lớp sừng các bạn biết sao không? Cái lớp sừng này á, mình lấy nhẹ bằng D10 đó thì nó gọi là nó làm cho hấp thu dưỡng chất tốt hơn thôi. Nhưng đối với cái D1 này nó sẽ bóc tách được cái lớp sừng trên bề mặt da luôn cho các bạn ha. Nó bóc tách ha, bóc tách luôn cái lớp sừng bên ngoài. Các bạn biết không, chu kỳ thay da của mình là từ 15 đến 23, tầm cỡ đó 23 ngày. Thì các bạn biết lúc đó nó hình thành cái lớp sừng trên da, mà nhất là da dầu là nó hình thành rất là nhiều cái lớp sừng trên da ha. Vậy thì những cái lớp sừng đó nó dày trên da mình lắm, cái da mình nó dày cui à, nhìn nó không có thể mở như da Dung được. Mà các bạn biết nó dày cui, nó như một lớp dày, lớp da dày vậy đó, như da heo vậy đó. Nói thật cái lỗ nó cứ to lên. Thì các bạn phải tái tạo D1 để làm gì? Để nó kích thích cái tế bào da mới ha, kích thích tế bào da mới, nó lấy đi cái tế bào da cũ đi ha, nó lấy đi cái tế bào mà sừng chết trên da. Vậy thì khi mà các bạn tái tạo D1 thì không cần xài cái D10 này đó, mà các bạn chỉ cần sử dụng cho Dung khi nào nó bóc tách ra thì các bạn dưỡng vô thì nó hấp thu cao hơn. Vậy thì đối với cái bộ da dầu mà sừng, da dầu sừng thì các bạn có thể thêm cho Dung một cái D1 nữa để cho nó sáng da. Tại vì dầu nó sẽ làm da các bạn bị im sao, bị xỉn màu. Mỗi lần da bạn dầu là da bạn chắc chắn sẽ bị xỉn màu ha. Nên các bạn tái tạo cho Dung ít nhất một hộp D1 ha. Có thể bạn xài nửa hộp là bạn đã tái tạo xong liệu trình rồi, rồi các bạn qua chu trình dưỡng cho Dung ha. Dưỡng ha, Dung nhắc lại ha, tẩy trang rửa mặt không bao giờ thiếu ha. D2, D3 bộ dưỡng ha. D2, D3 bộ dưỡng ha. Và xử lý lớp sừng bằng cái D1 ha. Xử lý lớp sừng bằng D1 ha các bạn ha. Và nếu mà có mụn thì phải chấm D4 ha. Đó. Đừng nói là một sản phẩm sẽ giúp hết các bạn giải quyết mọi toàn bộ mọi vấn đề trên thế giới này, không có ha.
mỗi sản phẩm nó chuyên sâu một cái thì nó mới tốt. Mỗi sản phẩm một cả một sản phẩm mà bắt nó là ồ bị này trị kia thì chỉ có đưa nhiều chất cấm vô thì nó sẽ trị được hết cho mình. Dạ. Vậy thì phương pháp của các bạn, phương pháp mà Dung đưa cho các bạn cái liệu trình là như vậy ha. Rồi. Không biết có nắm bắt được không? Có nói nhanh quá không ha? Dạ, rồi các bạn không nhớ thì bạn ghi lại giúp Dung để các bạn tư vấn khách hàng cho nó đúng ha. Đây là cái line mà Dung sẽ chia sẻ hơi bị nhiều về mọi cái vấn đề da và nó hơi chuyên sâu một chút ha. Rồi, bây giờ mình nói tới cái da dầu thì nó sẽ có trường hợp cái vùng này nó nhạy cảm nè, có một số vùng gọi là da hỗn hợp dầu nhạy cảm. Thì cái vùng này các bạn không có đưa cái tái tạo nhiều ha, ha, áp nhẹ nhẹ thôi ha. Có những bạn đó cái da chỗ này nó gân máu lên luôn, nó xanh lè lên luôn, nó nhạy cảm từ trong bụng nhạy cảm ra, tức là da sinh ra là đã cái vùng này nó như hai vùng non rồi, gân máu lum. Thì để mà mình ngại thì mình nhớ mình bôi, ví dụ mình bôi D1, những cái vùng khác, những cái vùng sừng á thì nó dày. Thì riêng cái vùng này á thì mình sẽ bôi, mình gọi là mình dư mình áp lại thôi, chứ mình không có nên bôi trực tiếp nó lên ha, để tránh trường hợp da nó quá nhạy cảm nó không thể tái tạo được ha. Rồi đó là cách sử dụng. Khi chúng ta đưa tất cả quy tắc da nó trở thành làn da thường mà tiết chế được hết rồi thì một thời gian dài chúng ta sẽ không bị vấn đề đó nữa ha. Rồi. Về vấn đề bên trong thì tí xíu Dung sẽ chia sẻ thêm vấn đề về bên trong nha các bạn. Bây giờ Dung nói bên ngoài đã, thì tí xíu Dung sẽ nói bên ngoài, bên trong. Tại vì cái bài mà chia sẻ chuyên sâu này nó rất là dài, ha, nó không có ngắn. Dung sẽ chia sẻ các bạn là tại sao nám ở cái vùng này, tại sao nám vùng này, tại sao nám này, để nhận biết cái phương pháp tại sao họ bị những cái bệnh lý ở đây, hoặc là tại sao mụn ở đây mà không phải là mụn ở đây, vân vân. Thì tí xíu Dung sẽ nói về bên trong, bây giờ mình xử lý về cái phương pháp điều trị bên ngoài đã. Da nhạy cảm. Da nhạy cảm thì nó có một số cái da nhạy cảm là da nhạy cảm toàn mặt. Da nhạy cảm toàn mặt thì các bạn khi họ đến với mình á, các bạn không có đưa họ phương pháp tái tạo vô ha, mà các bạn phải đưa họ bộ dưỡng vô, mà chúng ta phải đưa từng bước nhẹ nhàng ha, không có đưa liền serum vô luôn. Serum mình nó rất là êm dịu nhẹ, nhưng mà sao mình chưa biết cái da nào nó sạch sâu hay không, cái da này nó ổn định hay không, mà chúng ta đưa cùng một lúc quá nhiều thứ, tức là cả, tại vì da nhạy cảm nó sẽ làm sao, nó sẽ bị gọi là nó rất nhạy cảm với mọi sản phẩm, nên khi mình đưa cái gì vô mình cũng từ từ, liều lượng ít nhỏ để cho nó hấp thu và nó quen dần đó. Giống như mà chúng ta chưa có hấp thụ được cái dưỡng chất này thì chúng ta phải đưa liều lượng nhỏ vào da ha các bạn ha, đưa vào da, đưa liều lượng nhỏ. Vậy thì đối với da nhạy cảm mà toàn mặt nguyên cả một cái mặt mà mình bị nhạy cảm hết á, thì mình đưa bộ dưỡng. Giống như cái cô mà đại lý mình á, nữ hoàng Kim Linh á, là da nhạy cảm, tức là da gân máu cả mặt đó, da gần như là gân máu đó. Mắt cũng gân máu luôn đó. Kim Linh là da gân máu ha đó. Vậy thì đó là cái da nhạy cảm mà nhạy cảm từ trong bụng nhạy cảm ra đó. Ngày xưa mà Dung mới ra tẩy trang á, là Dung tẩy trang đi, là có hàng tét á, Dung tẩy trang không sao, mà đưa Kim Linh tẩy trang là bắt đầu nó đỏ da. Vậy thì cái da nhạy cảm á, tét hàng rất là hay. Tại vì sao? Mình phải tìm những cái da thật nhạy cảm để tét hàng. Tét hàng như vậy á, thì cái loại sản phẩm nào dịu nhẹ nhất nó sẽ vô, còn cái loại mà nó không dịu nhẹ là nó sẽ đỏ da liền. Vậy thì đợt đó Dung ra tẩy trang, Dung cũng thấy da Linh là da nhạy cảm lắm. Mặc dù da Dung thì xài ok, nhưng mà da Linh đụng vào là bắt đầu là Kim Linh bị đỏ. Vậy là Dung phải biết là cái thành phần ở trong sản phẩm mình nó vẫn chưa phù hợp với da nhạy cảm. Vậy thì mình phải tiết chế tiếp tục là sản phẩm làm sao nó thật là êm dịu nhẹ, dù nó tẩy trang mà nó đưa cái dưỡng chất, đưa những thành phần vào nó thật là êm để cái da không có nhạy cảm. Nên là cái tẩy trang mình hiện nay da nhạy cảm da gì cũng xài được ha. Rồi vậy thì đối với cái da nhạy cảm đó, chúng ta cũng tẩy trang, rửa mặt, chúng ta đưa cái D2 vô trước, liều lượng nhỏ tầm khoảng 3-5 ngày. Rồi chúng ta đưa liều lượng chấm nắng vào ha. Cứ liều lượng nhỏ cho Dung ha. Tẩy trang rửa mặt. Rồi chúng ta đưa liều lượng nhỏ, rồi đến tầm khoảng 3 đến 5 ngày, 5 ngày mình thấy nó đã quen với sản phẩm, mình bắt đầu mình đưa D6 vô ha. Vậy thì cái bộ mà dành cho
dành cho cái da nhạy cảm cũng là cái bộ sản phẩm này, nhưng chúng ta phải biết cách là đưa liều lượng nhỏ vô, không đưa một lần quá nhiều ha. Đưa một lần quá nhiều da nó chưa có chịu thích nghi, và đến sau một tuần đến một tháng thì các bạn có thể đưa liều lượng nhiều vào được rồi. Bắt đầu lúc này da nó đã hấp thu, nó đã chịu được, nó đã sạch sâu hơn ở dưới da, nó đã ổn định, thì chúng ta bắt đầu chúng ta đưa liều lượng cao vào được rồi ha các bạn ha. Rồi, da nhạy cảm. Ok, sau khi da nhạy cảm chúng ta sẽ tới da rỗ ha. Rồi, tới da rỗ, da mụn, da rỗ đó các bạn. Bây giờ mình sẽ nói tới da mụn luôn, thì mình sẽ qua đề tài da rỗ, tại vì da rỗ là hình thành từ da mụn ha các bạn. Các bạn nhớ chia sẻ cho khách hàng cùng xem nha. Mình chia sẻ cái bài này để khách hàng họ sẽ am hiểu. Tóc oai không phải là trị nám không? Các bạn nhớ chia sẻ giúp Dung cái bài này để chia sẻ cho nhiều khách hàng, họ bị mọi cái vấn đề da nào họ cũng có thể là hiểu được cái nguyên tắc da của họ. Vậy thì bây giờ mình sẽ tới cái da mụn này Dung đã từng bị nha các bạn. Dung bị 1 đến 2 năm da mụn, Dung rất là kinh khủng, rất là sợ. Cái nhan sắc mình nó xuống sắc kinh khủng lắm, nó không thua gì da nám đâu. Nó khi mà nó bị á là nó theo mình dai dẳng lắm. Nếu mình không biết là mình cũng bế tắc lắm. Nếu mình không biết cái cách mà điều trị, mình sẽ bế tắc với cái làn da da mụn này đó. Rất là nhiều người khi bị tức là họ chỉ mơ ước da họ được hết mụn thôi, còn chẳng nói gì tới trắng da hay nói gì. Và Dung trong cái quá trình mà Dung đã từng gặp rất là nhiều khách hàng của mình á, đó, da họ cũng bị bế tắc lắm, là nhất là những bạn trẻ họ bị mụn, họ bị hoài, họ không hết, họ rất là nản. Và họ chia sẻ với mình vậy thì Dung cũng đã từng có 1 đến 2 năm Dung bị mụn. Lý do Dung bị mụn tí xíu em sẽ nói cho các bạn biết là lý do sao cái thời gian đó Dung bị mụn. Vậy thì cái da mụn này nè, bây giờ mình sẽ nói là nguyên nhân ha. Giờ Dung sẽ nói nguyên nhân của da mụn này các bạn. Nói bây giờ mình sẽ nói vô chút về bên trong nha các bạn. Ok. À, bây giờ mình sẽ nói nguyên nhân bị mụn ha. Rồi Dung sẽ ví dụ như là mụn ở trán nè. Mụn ở trán nè. Đó, có một số người mụn ở trán, nhưng thì cái mụn ở trán thường ít xảy ra hơn ha. Nhưng mà mụn ở miệng nè các bạn, mụn ở đây, mụn ở miệng nè, mụn ở vùng nhân trung nè, ở miệng nè, quanh miệng nè, rồi mụn ở càm nè, càm, mụn ở bên hàm nữa nè, mụn bên hàm ở đây nè các bạn, mụn ở bên hàm đó, mụn bên hàm bên đây ha, rồi mụn bên hàm nè, mụn trên gò má. Thường thì mụn trên gò má nó ít gặp hơn. Đó, rồi. Vậy thì bây giờ nè, mình sẽ nói nè, mụn ở trán thì thường ít người bị hơn cái vùng trán, nhưng mà cũng có đúng không các bạn? Tóc qua trị rất là nhiều người mụn ở trán, li ti rất là nhiều. Đầu tiên, ngoài chúng ta xác định phương pháp bên trong thì chúng ta sẽ xác định phương pháp bên ngoài trước các bạn. Nguyên nhân từ bên ngoài trước. Vậy thì nguyên nhân từ bên ngoài chúng ta phải xem lại nè. Cái điện thoại mình xài nè, nó có sạch không nè, mình cái app vô đây mình nó điện thoại là nó cũng hay bị mụn ở đây nha. Thì bây giờ rồi, áo gối mình có vệ sinh thường xuyên không, khăn mặt mình có xài mà kiểu giống như mình vắt ướt ướt rồi mình vắt trong toilet cái nó ẩm 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 cái xong mình lau lại không, mình phải loại trừ mấy cái này hết ha. Khi bị mụn làm ơn đừng xài khăn ướt nữa. Cuộc đời Dung Dung ít khi lau mặt bằng khăn ướt lắm. Cả khi mà Dung đã bị mụn, Dung đã hiểu nguyên tắc của nó rồi, bỏ. Không có xài cái khăn ướt mà mồ hôi nhớt nhớt về lau xong rồi lại nhúng nước rồi vắt xong rồi lại vắt lên lại lau. Vi khuẩn không, mụn càng ngày càng nhiều. Áo gối mình nằm, cái mụn mình đã bị rồi, nằm lăn bên này lại lăn bên kia không vệ sinh. Thậm chí hồi đó chúng phải lót bằng cái khăn ha. Vệ sinh thật là kỹ, vệ sinh thật là kỹ, phơi thật khô, dùng bàn ủi ủi. Khi bạn bị mụn các bạn nhớ, nếu mà nó da đeo đẳng các bạn cả đời thì các bạn làm ơn bạn phải kỹ những gì Dung nói. Còn nếu không thì Dung đảm bảo cái mụn bạn theo bạn hoài luôn, theo năm này qua năm nọ, bạn bực bội lắm, sau hết cái này tới cái kia lên, hết cái má này lên rồi tới cái má nọ lên, bực mình nó hết cái càm lên tới cái nhân trung lên, hết cái bên miệng này cái tới bên kia lên, sao nó không hết. Ngày nào nó hết là vui lắm, mà ngày nào nó không hết thức dậy là cái cầm cái gương đầu tiên coi sao mà cái mụn mình hoài nó không hết, đúng không ạ? Dung đã từng bị nên Dung hiểu cái điều này. Thậm chí cái đầu giường lúc nào cũng có cái gương, tỉnh dậy lúc nào là cầm cái gương soi lúc đó.
tại vì nó quá áp lực, nó càng ngày càng nhiều. Mình không hiểu tại sao mình bị như vậy. Đó là mình chưa hiểu hết cái nguyên tắc của nó. Vậy thì tại sao Dung mới nói là một cái người chuyên gia về mỹ phẩm, một cái người mà sản xuất mỹ phẩm, một cái người mà có thâm niên về mỹ phẩm, họ phải am hiểu hết tất cả mọi quy trình thì họ mới xử lý được cái vấn đề cho chính họ, chưa nói cho khách hàng, mà chính họ phải xử lý được rồi họ mới bắt đầu họ xử lý cho khách hàng. Vậy thì chúng ta phải am hiểu mọi cái chuyên sâu đó, mọi cái ngóc ngách đó để chúng ta xử lý cho khách hàng, nó mới đạt được cái hiệu quả. Chúng ta phải tìm hiểu được cái nguyên nhân của khách, lý do tại sao khách hàng bị như vậy. Vậy thì trong quá trình các bạn tư vấn thì đương nhiên các bạn phải tìm hiểu cái làn da của khách. Đó là lý do tại sao khi khách đến với Dung, khi khách từ đại lý mà qua nhờ Dung tư vấn, thường Dung hay từ chối. Tại vì cái quy trình mà tư vấn một khách hàng, các bạn phải nắm bắt từ đầu nguyên nhân hình thành, dạ, chứ không có nghĩa là mình vô mình nhận liền ha các bạn ha. Mất thời gian, một cả khách rất là mất thời gian. Vậy thì bây giờ mình sẽ xác định cái nguyên nhân là nguyên nhân bên ngoài đã, rồi mới nói tới nguyên nhân bên trong. Tất cả mọi vấn đề da nó xuất phát từ hai nguyên nhân, một nguyên nhân bên ngoài, hai nguyên nhân bên trong ha các bạn ha. Vậy thì nguyên nhân bên ngoài chúng ta phải coi lại vấn đề vệ sinh, giống như hồi nãy Dung nói, môi trường làm việc. Ví dụ bây giờ cái chị mà chỉ hay nấu nướng, chị hay đứng ở trong mà ở trong bếp đúng không ạ? Chị hay đứng trong bếp thì chị nấu nướng đồ ăn chiên xào mỗi ngày, cái nghề của họ mình phải xác định là cái nghề nghiệp họ là gì. Rồi mình cũng có khách hàng là hút rác nữa chứ bộ, làm vệ sinh hút rác. Thì ví dụ vậy, bây giờ Dung nói tất tần tật các nghề nghiệp chứ mình đừng có mà chê trách cái nghề này sao cũng xài tóc quai, cũng không được ha. Vậy thì có những cái nghề mà mình phải tiếp xúc cái môi trường nó rất là ô nhiễm. Rồi một số môi trường mà các bạn làm văn thư giấy tờ nhiều, rồi làm ngân hàng đếm tiền nhiều cũng làm, đừng có nghĩ đếm tiền nhiều là nó tốt, nó sạch, tiền nhiều nó cũng rất là dơ ha. Và đó gọi là cái môi trường gây mình tiếp xúc với cái môi trường không có tốt. Vậy thì sao, những cái môi trường đó nó ô nhiễm và nó ô nhiễm lên làn da của mình các bạn ha. Vậy thì chúng ta đầu tiên khi nghĩ tới mụn thì chúng ta phải tìm hiểu môi trường bên ngoài, thì bắt đầu mới tới bên trong, xử lý cái bên ngoài cho ra để nó không lây lan, rồi mình mới tới bên trong. Ví dụ bên trong mình do nóng trong người mình có 1-2-3 cái mụn, nhưng mà kết hợp với cái môi bên trường bên ngoài dơ, rồi mình không biết cách chăm sóc nữa, thì đảm bảo là các bạn bị càng ngày càng nặng, rất nặng luôn ha. Vậy thì khi chúng ta xác định nguyên nhân rồi thì bây giờ chúng ta đầu tiên chúng ta xử lý về vấn đề bên ngoài là không dùng khăn mặt, khăn ướt nữa nha. Tại vì cái mụn nó bể ra là nó có cái máu nó dính vô cái khăn, vắt nước sơ sơ lại lau lên, vắt nước sơ sơ lau lên, treo trong cái toilet, không có ánh nắng gì hết, không có ánh nắng, không có giết chết vi khuẩn gì hết. Rồi đi làm về, hôm nay làm 8 tiếng đồng hồ, về lại lấy cái khăn lau, vắt lên, sạch lắm, không có sạch. Nếu mình không có thời gian phơi nắng thì mình làm ơn mình giặt sạch, mình lấy bàn là mình là ha. Rồi xong áo gối nữa, làm ơn áo gối nằm mà cái lăn qua lăn lại thôi, lười quá không dám giặt đúng không, lười quá không giặt. Nhất là mấy cô gái này, nhiều cô gái đi làm sáng đi tối về là không có chịu vệ sinh áo gối mềm mùng á, thì làm ơn giúp Dung lấy một cái khăn sạch á, khăn sạch mình đã là rồi, là cái khăn sạch cho nó đã chết vi khuẩn rồi, lót lên mà nằm để lăn bên này lăn bên kia nó cũng không bị lây lan nha. Rồi ok, vậy thì mình phải chú tâm tới vấn đề này ha. Rồi đối với da mụn, làm ơn uống nước nhiều cho tôi, không phải uống nước ngọt, không phải uống bia, không phải uống nước trái cây, uống nhiều nước lọc cho tôi thôi. Tôi không cần quý vị uống nước trái cây, không cần uống nước trái cây nhiều đâu, uống nước lọc thôi là đủ rồi. Nước trái cây nhiều lúc bỏ một đống đường vô đó thì da nó còn dầu, nó còn mụn hơn. Rồi thôi uống nước lọc đi cho lành nha, cứ nước lọc về cho tôi, uống nhiều vô, uống như tôi là da sẽ đẹp như tôi thôi đó. Rồi đó, các bạn thấy không, nãy giờ uống gần lít nước rồi các bạn thấy không, đó, uống nước nhiều lắm. Rồi một trong những nguyên tắc của Dung không để cổ họng nó khô, và Dung muốn là các bạn cũng phải chỉ khách là như vậy ha. Uống nước không cần một lần liều lượng quá nhiều, uống vừa phải để không bị đi tiểu đêm, không bị vấn đề thận yếu ha. Uống từ từ để nó hấp thu nước, nó đi vào da và cơ thể mình nó chiếm tới 70-80% là nước. Nếu mà mình đáp ứng được cái lượng nước đó thì da mình sẽ rất là đẹp ha.
Rồi bây giờ mình sẽ nói về bên trong. Bên trong thì mụn á, mà nó xuất hiện ở những cái vùng nè, càm nè các bạn, càm, cái chỗ càm nè, nó hay bụng mụn mụn cái càm nè đó. Đó thì các bạn coi lại nè, cái vấn đề mà mình có thiếu vitamin A hay không. Mình thiếu vitamin A thì mình bổ sung vitamin A ha. Rồi mình coi, tức là mình không cần phải đi kiểm tra khám cái gì hết, bổ sung cho dùng vitamin A nếu mà bị càm ha, bị càm mà nó bị mụn ha, nó chuyên môn cái đẩy mụn càm. Thì bây giờ mình mới thấy là cơ thể mình cái này là nó đang bị thiếu vitamin A rồi. Hoặc là cái người này họ có vấn đề máu của họ là máu loãng nha các bạn. Rồi hay bị lạnh chân tay nữa đó. Rồi cái người mà bị mụn với càm thường xuyên nữa là coi lại cái vấn đề huyết trắng nữa nha, bị bệnh huyết trắng, thường xuyên bị huyết trắng hay không ha. Đó, nếu mà mình bị huyết trắng thì làm ơn đi điều trị cái huyết trắng đi, cái huyết trắng không khó trị ha. Đó, một trong những nguyên tắc nói về huyết trắng ông nói nè, đàn bà phụ nữ ai cũng bị, không thể nào mà trừ cái này, cái chuyện này cho dù nó là thầm kín nhưng mà xin lỗi, gần như phụ nữ ai cũng bị, vệ sinh mà dơ chút cũng bị, quan hệ vợ chồng mà không kỹ cũng bị. Cái huyết trắng này gần như là phụ nữ ai cũng bị, nhưng mà phải biết cách chăm sóc thì nó sẽ không bị ha. Đó, thậm chí Dung nói mình bị, mình quan hệ với chồng rồi chồng mình bị, nhưng mà đàn ông á, tức là huyết trắng nó không có, nó không có sống ở một cái môi trường, nó hay sống với cái môi trường ẩm, thì đối với phụ nữ là môi trường ẩm, đàn ông là môi trường khô, nên khi nó chỉ tiềm ẩn, nó không thể phát ra đối với người đàn ông, nhưng nó tiềm ẩn ở người đàn ông. Cho dù mình trị cho mình rồi người đàn ông lại quay chồng mình quan hệ chồng mình, rồi chồng mình lại lây lại cho mình, hoặc là các cô các nàng có bồ cũng vậy thôi đó ha. Rồi không biết cái thằng bồ đó nó đi quan hệ với con nào nó bị huyết trắng, nó dễ lai cho mình, hoặc rồi mình bị mình lai cho họ, mình nói sao mình uống thuốc rồi mà sao bây giờ mình lại bị lại ha. Vậy thì mình phải coi lại cái vấn đề nằm cả hai người ha. Vậy khi mình bị huyết trắng, mình không chỉ riêng trị cho mình, trị luôn cả bạn trai hay là cả chồng của mình ha. Đó, chứ không phải là cái thằng đó nó nói ơi mắc cỡ lắm anh không có đi trị đâu, là suốt cuộc đời bạn bị huyết trắng ngứa rồi nè, bị ngứa bị viêm nhiễm hoài ha, và cái này nó cũng sẽ làm cho bạn mụn ở dưới càm, đeo dẫn hoài gớm lắm. Nói chung giải quyết cái huyết trắng cho Dung, cái này là gần như phụ nữ rất dễ bị ha. Đó, những cái bệnh lý về phụ nữ nữa là nó cái xuất phát mấy cái mụn ở dưới càm nó nằm một đống ở dưới này ha. Nên là khi mà mình bị thì mình nhớ cái mụn ở càm, phải mình coi lại mình có bị huyết trắng này kia hay không ha. Một, thiếu vitamin A. Hai, máu mình loãng. Ba, chứng lạnh chân tay ha. Nếu lạnh chân tay thì làm ơn là giữ ấm ha. Rồi hoặc là bị những cái bệnh huyết trắng rồi bệnh phụ nữ. Rồi thường á, cái người mà bị cái mụn ở đây họ hay bị rơi vào những cái người mà bị nhóm máu ô á, là máu loãng máu ô ha. Rồi vậy thì đầu tiên Dung sẽ xác định là cái mụn vùng này, bắt đầu chúng ta sẽ tới cái mụn mà vùng miệng các bạn, vùng miệng đây nè. Rồi cái vùng này á thì cái vấn đề mình phải coi lại cái vấn đề hệ tiêu hóa của mình ha. Hệ tiêu hóa mình như dạ dày này nó yếu nè đó, nó bị yếu nè, hoặc là nó tiêu hóa không tốt nè. Rồi gan mình có thể là nó bị suy yếu nè, gan suy yếu là gan không có sàng lọc và đào thải được nè. Rồi hoặc là mình ăn đồ là mình có một cái thói quen ăn hay thích ăn ngọt, ăn đồ rất là ngọt, suốt ngày chỉ thích ăn đồ ngọt ha. Rồi mình nên, đối với cái vùng này thì mình bổ sung B12, vitamin B12 và B6 ha. Đó thì mình sẽ giúp là nó sẽ hết mụn. Dung đang nói vấn đề bên trong ha, vấn đề bên ngoài lúc nãy Dung có nói rồi ha. Đó là cái vùng khoang miệng nha các bạn. Rồi nếu mà cái vùng nhân chung, các bạn thấy không, sao có ngày lâu lâu bị cái mụn vô duyên đây trời, bị đây vô duyên dễ sợ luôn, cái vậy nó bị hoài à, bực mình á, hết cái này tới cái kia, hết này tới cái kia mà nó quất ở đây. Dạ nó cũng có vấn đề hết ha. Dạ cái này á là cái chu kỳ sinh lý của mình nó không đồng đều á ha, nó không đều. Rồi
À, cái này nó ảnh hưởng bởi cái vấn đề về sinh lý nha các bạn ha. Thường thì chắc còn còn hơi trẻ trẻ hay bị cái vùng này nè ha. Hoặc là ở cái tuổi mà các chị mà cũng có bị chu kỳ sinh lý nó không đều nha. Rồi vậy thì tới thêm cái vân nè, bây giờ cái vùng ở vùng đây nè nha các bạn, mụn hai bên hàm á các bạn, vùng hai bên hàm à, thì mình cũng coi lại vấn đề về dạ dày ha. Dạ dày mình có thể yếu ha. Đó. Mình nên là cung cấp nó cũng rơi vào trường hợp á, là giống cái vùng càm đó là máu nó bị loãng thì mình cung cấp thêm cái B6 và B12 nhá. Canxi ha, thêm canxi nữa ha. Cái này thì các bạn để ý và các bạn bổ sung không có thừa đâu, yên tâm đi, không cần phải. Ủa sao em đi khám bác sĩ nói em đâu có bị gì đâu. Dung nói về vấn đề về da, không có ai mà tới bác sĩ mà tới mà nói là em thiếu cái này thiếu cái kia hết á ha. Đó, không có, Dung cũng đi khám đâu có bao giờ có ai nói Dung thiếu cái gì đâu, mà chúng ta tự bổ sung lấy ha. Rồi tiếp theo, mụn ở dưới gò má thì sao? Rồi mụn dưới gò má ha, mụn ở hai bên gò má nè. Mụn ở gò má là các bạn cũng phải coi lại cái dạ dày nha, nó cũng giống giống ở trên này đó, nó cũng y chang trên này ha. Đó là cái thường những cái người mà mụn ở gò má này, cái nhóm máu A người ta hay bị ha. Đó à, rồi thì đối với cái mụn gò má là cũng ná ná giống như cái mụn hai bên mang tai thôi ha, hai bên mang tai, hai bên cái vùng này nè. Đó rồi mà mình trường hợp mình coi lại là vấn đề táo bón nữa nha. Đó mình coi lại vấn đề nè, táo bón nè, cái vùng đây nè, mình coi lại vùng mình bị táo bón hay không nữa nè. Hóc môn nam thì bất thường nè ha. Người nhóm máu B máu A thì thường á, cái vùng vùng ở dưới đây nè, cái vùng dưới đây á, thì người ta gọi là nhóm máu 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 A hay bị, nhưng mà cái vùng đây thì nhóm máu B hay bị ha. Rồi tiếp theo nữa, cái vùng mà ở bên trên trên trán này các bạn, vùng mà mụn mụn ở trán là do là cái người đó họ bị những cái áp lực thần kinh á, áp lực thần kinh ví dụ như trong cuộc đời họ xảy ra những cái biến cố gì đó ha ha. Đó rồi có cuộc sống mà nó hơi áp lực quá mệt mỏi ha. Rồi hóc môn nữ nữ thì nó cũng không cân bằng nè. Đó những cái vùng này á, ha, nhớ cái vùng này làn da họ làn da của họ bài tiết cũng không có tốt ha. Rồi rồi thức đêm nè, gan nóng nè. Đó thì đối với cái nhóm đối tượng này thì nhóm máu ô cũng thường hay bị ha các bạn ha. Rồi đó là những cái vấn đề về bên trong mà Dung chia sẻ về da mụn ha. Đó. Vậy thì khi nó cũng đơn giản thôi, thường khi mình bị mình để ý ha, mình cung cấp giống như nè, nếu mình để ở cái vùng này nè thì mình cung cấp cho Dung nè, lúc nãy Dung nói là mình sẽ cung cấp là vitamin A ha. Đó rồi còn lại những cái vùng này á, thì chúng ta cung cấp B6, B12 ha. Còn cái vùng này thì chúng ta cái vùng này nè, gò má thì chúng ta cung cấp vitamin A ha. Đó vậy thôi thì vitamin B chứ nãy em nói cung cấp thường cái vùng này thì chúng ta sẽ cung cấp vitamin B6, B12 vậy thôi. Thì có một số vitamin chúng ta cần cung cấp, còn lại á, là cái vấn đề da mà từ từ bên mụn ở trán thì chúng ta để ý lại những cái vấn đề về áp lực thần kinh này kia, hóc môn không cân bằng, thì tất cả khi mà chúng ta am hiểu điều như vậy chúng ta sẽ điều trị nó sẽ dễ dàng hơn ha. Rồi gan nóng thức đêm nhiều thì chúng ta sẽ giảm thiểu cái vấn đề về thức đêm ha. Đó để cho gan nó bớt nóng đi thì nó sẽ giảm mụn và chúng ta điều trị và chúng ta giảm đi ha. Rồi tiếp theo, tiếp theo phải tới tiếp tục là làn da gì ta, da mụn à, da rỗ ha. Da rỗ khi mà chúng ta bị mụn á thì bây giờ nó hay bị về vấn đề da nè. Da mụn thì bây giờ chúng ta chia ra ha, mụn dưới da ha các bạn nè, mụn dưới da, mụn mủ, mụn to, mụn không sưng viêm á ha, mụn mủ á, mụn thâm, mụn li ti. Rồi bây giờ mình sẽ xử lý từng rồi mới bắt đầu tới da rỗ. Khi mà cái mụn nó hình thành xong rồi, không giải quyết được nó rồi, để nó bày lầy ra rồi bắt đầu nó bớt và nó mới thành da rỗ ha. Vậy thì bây giờ mình sẽ xử lý từng cái mụn này để nó không da rỗ ra. Còn ai bị rỗ rồi thì mình sẽ xử lý không da rỗ nữa. Vậy thì bây giờ ha, da mà mụn nó sẽ có
Hồi nãy mình nói bên trong để cho biết cho vui vậy thôi, nhưng mà khi mà chúng ta xử lý cái vấn đề quan trọng là cách xử lý thôi, nên Dung ít có nói sâu về bên trong, nó hơi mất thời gian. Vậy thì bây giờ khi mà da chúng ta bị mụn mủ là mụn to các bạn á, làm sạch cho Dung. Tẩy trang rửa mặt. Chấm D4 cho Dung. Ngày mấy lần luôn ha, chấm D4 cho Dung. Tẩy trang rửa mặt. Sạch sẽ, chấm D4 nhiều cho Dung, mụn mủ ha. Rồi. Mụn dưới da thì giờ sao? Cái mụn dưới da là cái mụn không đầu các bạn, cái mụn mà nó cứ bực mình lắm, nó không có đầu để nặng. Đè ra nó không có ra, bực mình quá đè tới thâm luôn ra. Tên từng cái mụn dưới da nó ra cái mụn thâm là vậy đó, đè hoài nó không ra, nó đâu có đậu đi ra đâu. Thì Dung chỉ cho bạn nè, để Dung coi ở đây Dung có. Dung có để cái này không? Thường á thì là các bạn có cái kim. Cái dao như dao mổ các bạn sẽ dùng cái dao đó đó. Các bạn xông da cho nó mềm ra. Các bạn lau da bằng nước nóng xông da mềm ra, thường có cái dao mổ, nhưng mà Dung có cái dao mổ như ví dụ à. Mình có cái kim nè các bạn, cái kim nè. Cái dao mổ thì nó sẽ sướng hơn, nó đã hơn. Nó cái dao mổ nó nhỏ nhỏ như này mà nó có đầu rất là nhọn, thì mình không tự làm được thì mình ra ngoài cho ta làm nha các bạn. Mình không làm được thì mình ra ngoài cho ta làm. Dung thì Dung tự xử lý không thôi. Đó, nếu mà Dung bị ha. Nếu mà Dung bị thì Dung tự xử lý. Nhưng các bạn thì không có trình độ xử lý được thì các bạn ra ngoài chỗ nào mà chuyên lấy mụn, các bạn làm ơn lấy mụn cho Dung. Còn mình bị có một hai cái thôi, nhà tự xử cho rồi. Đừng có lấy tay nặng, nó không có đầu đi ra đâu, nặng không có ra đâu ha. Đó thì các bạn đâm vô, ví dụ cái chỗ này nè, nó có cái đầu, nó có, chỗ đó thế nào nó cũng nở nở, có cái lỗ chân lông, đâm một cái, xịt cái cục mụn ra, đè nhẹ nó xịt cục mụn ra liền ha. Đó, vậy thì chỉ còn lúc đó các bạn không có đè nặng, đè hoài thì nó thâm. Đó thì mình chỉ cần đâm một cái lỗ nhỏ vô là nó có cái đầu, ngoáy cho nó có cái đầu là nó đi ra, không có đau đớn gì đâu ha. Đó, mình có dao lấy mụn thì mình làm nó dễ hơn, cái còn cái kim thì nó không bén là thua, nó cũng thâm ha. Rồi, mụn dưới da. Rồi mụn thâm là do gì? Mụn thâm khi mà các bạn mà lấy cái mụn đó ra rồi, các bạn làm ơn chấm cái D4 cho Dung. Có nhiều người mụn dưới da nhiều lắm, và nguyên nhân lý do sao mình dưới da. Mụn dưới da là do dơ, do tắc nghẽn, do bôi phấn phiết nhiều quá, do dưỡng da mà không có làm sạch, do tẩy trang mà không, do chống nắng mà không làm sạch, lâu ngày nó sẽ bị mụn dưới da rất là nhiều, nó phù dày nguyên một lớp luôn. Cái cô Thu Ngọc đây nè, ngày xưa gặp là toàn là bị mụn dưới da một đống, đúng không Thu Ngọc? Đó, nó sần lên hết bề mặt da, do trang điểm này, cô này rất là mê trang điểm này, mê trang điểm mà không có biết làm sạch, đó, không có biết làm sạch kỹ thì sẽ bị mụn dưới da càng ngày càng nhiều, cái nó sần. Mà càng sừng thì càng đi ra ngoài quê thì sao, phải đắp trang điểm nhiều lên để cho người ta không có thấy da mình. Trái Thu Ngọc hồi đó đến với Top Y một năm rồi vẫn phải trang điểm, đi ra gặp Dung lúc nào cũng phải trang điểm lớp phấn rất là dài, lớp cushion lớp kem nền rất là dài. Và Dung có nói với Thu Ngọc một câu là: em ơi, em về em chú tâm cái bước làm sạch cho chị kỹ thì chị đảm bảo tương lai em sẽ hết mụn. Và đảm bảo, và sau một thời gian cổ thực hiện y chang nói, do da cổ đâu cần phải trang điểm lớp dài như ngày xưa đâu, đi ra chỉ cần cushion gì đó nhẹ nhàng, dưỡng một lớp cushion là đẹp mơ màng rồi. Và da Thu Ngọc rất là đẹp đó. Vậy thì chỉ cần làm theo đúng những gì Dung chỉ sẽ không bao giờ sai. Da mà mụn dưới da, mụn thâm này kia, hay tất cả mụn dưới da mà chúng ta cái nguyên nhân chúng ta phải xác định từ ban đầu là do chúng ta, nói thật là chúng ta ở dơ, chúng ta phải chấp nhận cái sự ở dơ đó của mình. Chúng ta chưa biết cái phương pháp làm sạch sâu. Vậy thì bây giờ chúng ta đã biết cách làm sạch sâu rồi thì chúng ta làm. Và nhất khi mụn dưới da chúng ta phải để cho nó thông thoáng, chúng ta không tấp phấn một núi lên vậy. Thì các bạn biết không? Nó tắc nghẽn dưới da luôn, nó không thể nào mà nó thông thoáng được. Thì và cái nguyên tắc những người càng bị mụn càng cái tắp phấn lên nhiều, mua phấn dày lên, tắp lên che khuyết điểm nhiều.
Dung rất là ghét những cái sản phẩm đó. Đó là lý do mà Dung không có muốn ra, không bao giờ Dung muốn ra những cái sản phẩm mà phải che khuyết điểm. Da đẹp tôi phải che khuyết điểm làm gì? Để natural cho nó nai, nó rất là baby, nó rất là đẹp. Tại sao mình phải che cho nó một đống lên, rồi mình da mình càng ngày lỗ chân lông càng to rồi sừng lên, rồi mình xử lý nó nặng cả hàng năm nó mới hết được. Rất là cực khổ ha. Vậy thì khi mà các bạn bị những cái vấn đề mụn thì các bạn xử lý cho Dung, chấp nhận xử lý, lấy mụn ra. Nếu mà mụn dưới da, mụn không đầu, lấy ra, nó già, lấy ra, lấy cả chục lần có khi nó mới hết. Tại vì có nhiều người nhiều lắm, nó nguyên một cái ổ, giống như một cái ổ bùng phát vậy đó, nó nhiều quá. Vậy khi mà nó nhiều như vậy thì chúng ta phải có cái thời gian, chúng ta phải có thời gian chúng ta lấy lần, chứ không phải là lấy một lần nó hết mãi mãi đó. Xong da, xong da cho nó nở lỗ chân lông ra đó, nó nở lỗ chân lông ra rồi bắt đầu nó mới thì sao, nó mới bắt đầu nó những cái cục mụn đó chúng ta mới thấy. Họ soi đèn, họ lấy ra nhẹ nhàng lắm. Lấy xong á, cái người phải biết lấy nha, người không biết lấy bấy nhầy cái mặt à. Xong rồi về bôi đêm bốn cho Dung là giảm viêm, giảm sưng, khô lại liền đó. Rồi xử lý hoài đến khi nào hết mụn dưới da luôn đó. Rồi nó sẽ không bao giờ thâm, mụn thâm nữa. Mụn thâm là cũng do là cái còi mụn nó còn ở trong, lấy mà lấy đâu có hết đâu, cái còi nó còn ở trong, cái còi nó vẫn còn bấy nhảy trong. Tức là cứ lấy tay vậy nè, để ý ra có xíu mừng quá, tưởng đâu hết rồi, đâu hết đâu, nó còn nửa cục ở trong đó, nó cứ nằm ở trong mà bắt đầu nó thâm đó, nó bì và nó thâm đó. Cái nặng ý, lấy tay thì dơ, mới ăn cơm xong, mới đi vệ sinh xong vô đè nặng rồi nó bấy nhảy, nó bấy nhảy ở đây nè các bạn. Rồi nhiều lúc da đang dơ mồ hôi đè nặng, nó làm sao mà nó sạch được. Da muốn nặng mụn là phải sạch sẽ, tay chân sạch sẽ, tất cả mọi thứ sạch sẽ rồi mới nặng. Còn không nó cứ bay nhầy ra, nó đâu có hết rồi, nó lan từ cái này qua kia, từ một cục ra 10 cục, 10 cục ra 100 cục trên mặt, càng ngày càng nhiều. Rồi Dung nói nó vui vẻ mà nó đúng y chang những gì đang diễn ra nha. Rồi vậy thì cái mụn thâm đó chúng ta xử lý nó bằng như nào? Chúng ta cũng không thể nào mà bôi lên là nó hết được đâu. Cũng là lấy cái cục mụn thâm đó ra đi là nhanh nhất. Đó là cũng xong da. Còn nửa cục ở trong này, chích nó vô, đẩy nó ra luôn. Đó, đi ra ngoài lấy mụn. Còn không mình tự lấy ha, mình biết lấy thì tự lấy. Dạ, rồi xong các bạn phải hiểu rằng còn có một phương pháp nữa. Khi chúng ta bị mụn da nhiều, quất cái D1 lên cho nó xì lên hết cho Dung. D1 cho xì lên hết, không đi lấy mụn cho xì lên hết đi. Nó đẩy lên nhanh đi, quất D1 vô xì hết, mụn dưới da đâu có xì ra hết. Dạ, cho xì ra hết ha. Đó, xì ra mà các bạn dễ lấy, các bạn lấy luôn, khỏi đi ra ngoài. Đó, xử lý nó luôn. Đó, rồi bắt đầu khoa D4, tuyệt vời. Ráo da hết luôn. Các bạn biết là nó rất là hay. Các bạn đưa D1 lên, bắt đầu nó sẽ xì một đống cái mụn li ti ở dưới da lên. Đẩy mấy cái còi mụn, mấy cục những cái gì tắc nghẽn lên ha. Rồi bắt đầu các bạn, nếu bạn tự xử lý được, các bạn xử lý không ra ngoài cho lấy hết cho nhanh ha. Thường bạn đi D1 để nó đẩy lên, bạn ra lấy mụn nó càng nhanh hết hơn ha. Rồi ha, những cái mụn thâm cũng vậy, đi D1 vô cho đẩy lên đó. Chứ bây giờ bôi D4 cũng được, đôi D4 được, nhưng mà cái thời gian nó sẽ lâu hơn. D4 mà các bạn cứ ngứa tay đụng miết nó chai luôn cái cục mụn ha. Bôi vô thì để cho nó trồi lên. Nếu mà mình bôi D4 thì mình phải để cho nó trồi lên rồi mình mới lấy nó ra. Khi bôi D4 tự nhiên là những cái cục mụn nó trồi ra rồi mình lấy nó ra rất dễ dàng ha các bạn ha. Rồi mụn li ti này kia thì cũng giống như vậy thôi các bạn ha. Mụn li ti thì những cái hạt li ti, mụn li ti thì nó cũng có trường hợp như vậy. Mụn li ti là do dị ứng mỹ phẩm. Một số vấn đề dị ứng mỹ phẩm, da nhạy cảm, sử dụng mỹ phẩm nó không tiếp thu và nó lên những cái hạt mụn li ti. Đó. Vậy thì những cái mụn li ti này mình xử lý như nào? Mình để cho nó dịu nhẹ da, rồi mình dưỡng ẩm thôi ha. Mình dưỡng ẩm, mình làm sạch da, mình dưỡng ẩm. Thì đối với mụn li ti nó chỉ cần làm dịu nhẹ da lại thì cái mụn li ti này nó sẽ tự động nó hết ha. Nó giống như là một cái mụn phản ứng với da nhạy cảm ha. Da nó nhạy cảm, nó không tiếp thu sản phẩm thì nó hình thành những cái mụn li ti. Rồi. Bắt đầu mình sẽ chung nói tới cái làn da rỗ ha. Qua da rỗ bắt đầu tới da nám là cái đề tài mà
quý vị hay quan tâm nhiều nhất ha. Đối với cái da rỗ là thường họ xuất phát từ cái làn da mà da dầu nhiều á, là hay là bị cái làn da rỗ này, tức là cái mụn này, nó xuất phát từ da dầu. Và cái người này họ không biết cách chăm sóc cái làn da mụn này, da mụn dầu này, nên thì lâu ngày cái cơ địa người này da hơi độc nữa, da rất là độc ha, tức là cái da nó hay là bị cái mụn, da gọi là dễ bị sẹo, da gọi là hình dễ hình thành sẹo, bị cái gì cũng dễ hình thành sẹo. Thì đối với cái da này chúng ta lấy mụn rất là cẩn thận, chúng ta phải chăm sóc cẩn thận. Hình như khi mà nó bị cái mụn nào, nó để lại cái lỗ đó rất là to ha, nó để lại cái lỗ đó rất là to và nó đục xuống thành một cái lỗ rỗ ha. Nên khi mà cái vùng da mà da mụn này nè, họ bị trổ lên một lần rất là nhiều, trổ lên rất là nhiều, nhất là cái vùng da dầu của họ trổ ra bấy nhầy luôn cái mặt, và cái lỗ chân lông của họ rất là to ha, to lắm, như cái ổ giếng vậy, như cái lỗ giếng vậy đó, to to đùng vậy, như khoét vậy đó. Vậy thì những cái da này chúng ta cũng phải chú tâm cái vấn đề làm sạch cho nó, rút hết cái dầu đi và tẩy trang rửa mặt. Tẩy trang rửa mặt này giúp cho nó rút hết cái dầu đi ha. Rồi bắt đầu chúng ta thoa D4, chúng ta chỉ kiên trì tẩy trang rửa mặt D4, chỉ cần vậy cho Dung. Tẩy trang rửa mặt D4 là đối với cái da mụn to nha, rồi tới da rỗ thì xử lý khác nha. Đó, thì nếu mà trường hợp mà chưa mà rỗ đó, thì các bạn xử lý những cái mụn to đó bằng cách như vậy, cứ tẩy trang rửa mặt, bôi D4 hết cái vùng mụn hết, nếu cả mặt bị bôi hết cả mặt mụn luôn thì sẽ không có bị rỗ. Còn trường hợp họ rỗ rồi thì sao, sao mà hết rỗ đây? Nếu rỗ rồi, nếu mà rỗ như cái lỗ giếng hết rồi, thì làm ơn tái tạo D1 cho Dung. Vẫn mua tẩy trang rửa mặt tái tạo cho Dung nha. Tái tạo Dung bằng D1. Tái tạo thường kỳ kháng chiến luôn, chứ không phải là lâu quá mới tái tạo một lần. Tái tạo dưỡng, quất liên tục tái tạo vô, cho nó gọi là gì, giống như bạn, giống như đang cày xới lại da, giống như là nó đang bị lỗ, bây giờ chúng ta cày xới, chúng ta làm mới nó lại đó. Vậy thì khi mà nó rỗ như vậy, chúng ta đưa tái tạo vào, nó sẽ xử lý lớp sần và nó làm sao, nó rút hết những cái dầu nữa, rút vào cái dầu và bắt đầu cái da của mình nó cân bằng cái độ pH nữa, rồi bắt đầu những cái vùng rỗ đó nó được lành hơn nữa, tức là sau khi nó tái tạo da nó ửng hồng lên đó. Nó gọi là ở dưới cái tế bào da, những cái tế bào máu của mình nó hoạt động mạnh hơn, thì bắt đầu cái da mình nó sẽ, mình tái tạo, mình cứ tái tạo và bắt đầu nó sẽ vào, nó sẽ bắt đầu mình đưa dưỡng vào, nó phục hồi nhanh hơn. Vậy thì nó gọi là sẹo rỗ, mình vẫn xử lý được bình thường, và nhưng nó cần thời gian lâu, không thể nhanh ha. Thì nó cỡ, nếu mà mình muốn phục hồi làn da rỗ này, nó phải mất từ 1 năm. Dạ, 1 năm mình sẽ phục hồi gần như 70-80%, nếu mà có người ok tới 90%, thậm chí là được 100%. Về lâu về dài, Dung xin thưa luôn, ngày xưa da Dung cũng mụn, cũng để lại lỗ giếng rất là nhiều, hết cả mặt. Nhưng các bạn thấy bây giờ da Dung còn có lỗ nào không? Gặp ở ngoài đời không ai thấy da Dung còn có lỗ nào hết. Nhưng các bạn biết à, tầm cỡ 10 mấy năm về trước, Dung làm cho một cái hãng mỹ phẩm, ngày nào cũng phải trang điểm, và Dung cũng cái tẩy trang, Dung tẩy trang không có kỹ, không có sạch, và có thể cái tẩy trang đó nó không đủ sạch, nên Dung cứ nghĩ là làm một lần nó sạch rồi, chứ không phải làm 3-4 lần đó. Rồi sau này Dung mới hiểu ra là mình tẩy trang không sạch nên phải tẩy trang nhiều lần thì nó mới sạch. Thì mụn nhiều quá trên mặt thì nó cũng để lại cái sẹo rỗ, sau khi lấy mụn ra nó để lại vết sẹo trên má Dung rất là nhiều. Ngày đó Dung bị áp lực rất là lớn đó. Vậy thì gần như 1 năm trời mụn càng ngày càng nhiều. Mà các bạn biết đi làm cái nghề này làm sao mà để cái mụn trên da mà gặp khách hàng được các bạn? Rồi phải trang điểm, phải che cover lại, phải xài foundation cover che khuyết điểm lại. Lúc nào họ gặp mình họ cũng khen da đẹp, nhưng mà mình tẩy trang ra họ đâu có biết là mình có nguyên một đống mụn bên dưới các bạn.
đó. Mà cái da mình trang điểm dày ơi là dày vậy thôi, thì các bạn biết không, đến một ngày á, bắt đầu Dung vào Dung tẩy trang hoài, Dung rửa mặt hoài nó không hết á, thì bắt đầu Dung mới mới lấy mụn. Thì trời ơi, mụn các bạn biết không, lấy ra cả tờ giấy và tờ giấy mụn dưới da không à. Bắt đầu á, mà nó nhiều quá rồi, những cái mụn to, mụn thâm nữa, có nhiều mụn lắm. Thì các bạn biết không, nó nhiều quá. Thì bắt đầu á, Dung lấy mụn dần ra. Thì những cái chỗ, thậm chí có những cái vùng mụn mà các bạn biết nó thâm lâu ngày á, thì cái mụn nó đã bị đôn sâu quá rồi, phải đâm cái kim nó rất là sâu. Và khi đâm kim sâu á, thì bắt đầu á, sau khi mà mình lấy và đâm sâu rồi lấy cho kỹ, thì á, các bạn biết cái vùng đó nó sẽ bị một cái lỗ đó, lỗ lỗ lỗ. Thì sau một thời gian gần như hơn cả năm, 2 năm, thì bắt đầu những cái vùng rỗ của Dung nó mới lành. Hồi đó là Dung chỉ ước mơ hết mụn thôi, còn bây giờ rỗ Dung không quan tâm gì nữa, thật sự nó quá nhiều đi đó. Vậy thì rỗ chúng ta vẫn xử lý được rồi, các bạn thấy không, da Dung bây giờ đâu còn rỗ nữa đâu. Ngày xưa là Dung lấy mụn xong là quá trời nhiều luôn các bạn ơi, nó ghê lắm, nó bậy nhầy cái da luôn, nó hơi lành lặn. Nhưng mà thôi hết mụn là mừng rồi đó. Còn những cái vết thương nó từ từ nó lành lặn, chúng ta dưỡng da, chúng ta chăm sóc thường ngày bắt đầu nó lành. Và nếu chúng ta có cái tái tạo, ngày xưa Dung làm mấy hãng đó thì không có sản phẩm tái tạo, nhưng mà đối với Top White có cái tái tạo D1, nó làm lành da ha, nó tái tạo được tế bào da mới. Thì quý vị chỉ cần sử dụng cái D1, nó ngoài có tính chất là nó điều trị nám, nó tái tạo cái vùng da nám, nhưng mà đối với vùng da rỗ nó cũng tái tạo, nó cày xới những cái vùng vùng da mà những cái da sừng lên rồi nó, và khi mà chúng ta đưa dưỡng vô thì nó hấp thu, nó làm mới làn da lại ha. Đó, vậy thì khi mà chúng ta da rỗ chúng ta chỉ cần tái tạo D1 và đưa bộ dưỡng vô rồi là thời gian ngắn cỡ dưỡng tuần chúng ta là quay lại D1 tái tạo tuần, tuần 2, tuần 3, tuần tùy tùy da, mình phải xem là cái quy trình lúc chúng ta tái tạo nó diễn ra như nào và cái chúng ta quay lại quy trình trình dưỡng, lúc đó cái người chuyên viên sẽ theo cho các bạn để các bạn biết là đến lúc này ngưng lại đưa vào dưỡng và bắt đầu lại dưỡng bao lâu thì chúng ta lại quay lại tái tạo ha. Rồi tiếp theo, rổ thì Dung nghĩ rằng đối với tóc quai thì chúng ta chỉ mất tầm khoảng 7 tháng đến 1 năm đã phục hồi được gần như là 100% đó, nên yên tâm ha. Rồi bây giờ Dung sẽ nói tới làn da nám. Da nám thì đầu tiên mình phải nói là da nám nhẹ. Nám nhẹ đã, rồi mới nám lâu năm, rồi nám do nhiễm corticoid này kia nữa ha. Nám nhẹ thì những cái nám mà xuất phát mới mới ban đầu, ví dụ như là do sinh con, thay đổi nội tiết, rồi do tia tử ngoại đó nha, rồi cũng do ảnh hưởng từ bên trong cơ thể. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói một chút về cái bên trong nữa ha. Rồi giờ mình sẽ xác định về cái nám từ bên trong, nguyên nhân đâu mà nó hình thành nám. Rồi bây giờ thường các bạn thấy nám không, có nhiều loại nám lắm. Nám có lúc nó bắt ở trên thay rồi đây, thường thì các bạn sẽ thấy hai bên gò má, nhưng có một số người họ bị trên nhân trung, có người bị càng, có người bị trán, có người bị trên mí mắt nữa các bạn nha. Đó có vậy thì tức có người bị cái vùng đây nữa các bạn, nó ăn cái vùng mắt này đúng không ạ? Mụn chị ơi, mụn mụn gì và mụn gì, chị nói qua đề tài mụn rồi, nói giờ mà nãy chị nói tổng tóc tóc từng tập về mụn rồi đó. À, tí xíu mà chị có outline em sẽ coi lại, em sẽ nghe lại ha. Đó. À, chứ giờ chị đã qua đề tài mụn à, bao nhiêu cái mụn mụn nào chị cũng nói rồi, đảm bảo khi em nghe lại em sẽ giải quyết được cái vấn đề mụn của em ngay. Rồi bây giờ mình sẽ nói tới cái trong quá trình này thì các bạn cũng có thể đặt câu hỏi thì Dung sẽ trả, nếu mà Dung thấy sẽ trả lời, tại vì cái tin các bạn lên nhanh nhiều quá ha. Dạ, rồi bây giờ mình sẽ nói là cái đó đốm mà nó nằm ở cái vùng này nè, thường là quý vị hay bị cái vùng này đúng không, nám hay bị vùng này nè, chữ U hai bên gò má ha, cái nám vùng này ha. Dung đã soạn giáo trình sẵn rồi để Dung vô Dung nói cho nó nhanh đó. Rồi đối với cái nám ở cái vùng này nè các bạn, các bạn coi lại nè, vấn đề phổi gan ha, phổi gan thận ha, nó đã, thường là cái mình sẽ bị suy yếu ha. Đó rồi rồi cái vùng này nữa là cũng do một cái vùng gò má cao, nó hay bị sạm nắng,
sạm nắng ha, do sạm nắng ha. Rồi với lại nè, mình cũng là một trong những cái người mà ngủ ít á, ngủ ít quá không có đủ giấc á, trong một cái thời gian rất là dài thì mình mới bị hình thành này ha. Rồi cái nám bên này á, nó còn còn có thêm một nguyên nhân nữa, đó là do là thời kỳ mãn kinh phụ nữ ở cái giai đoạn mà 50 á, 50 thường họ bắt đầu họ mãn kinh á, thì họ hay bị cái nám cái vùng này nữa đó. Thì tức là nè, phổi gan thận yếu nè, cái vùng này nó ảnh hưởng bởi sạm nắng nè, và cái vùng này cũng do là từ mất ngủ mà ra, mà mất ngủ trong một thời gian dài nè. Rồi cái vùng này cũng là cái vùng do mãn kinh nè, chúng ta mãn kinh, phụ nữ tới thời mà gọi là tiền mãn kinh đó các bạn ha. Tiền là chuẩn bị mãn và bắt đầu mãn kinh nữa ha. Rồi và cái vùng này đối với những người lớn tuổi thì do là tuổi già người ta cũng bị ha, bài tiết tức là cái hệ bài tiết của họ không còn tốt nữa, nên họ vẫn bị cái nám ở đây. Đối với người già thì cái hệ bài tiết, cái nội lục phủ ngũ tạng và cái nội cái bài tiết của họ sẽ không còn tốt nữa, thì họ vẫn bị cái vùng này ha. Vậy thì các bạn thấy tại sao phần lớn phụ nữ hay bị nám hai bên mày? Thì bạn thấy không, nó rơi quá nhiều trường hợp. Ánh nắng là cái vùng này, vùng cao nè, cái vùng gò má thì gọi là vùng cao, thì nó cũng tiếp xúc cái vùng cao đầu tiên, vậy thì nó cũng gây nám ha. Rồi cái gan phổi thận của mình suy yếu, nó cũng gây nám ở cái vùng này. Ngủ không đủ giấc nó cũng gây ở đây đó. Thì các bạn thấy rồi, mãn kinh, phụ nữ mà ở thời tiền mãn kinh vẫn bị cái vùng này. Vậy thì đó là một số cái nguyên nhân tại sao chúng ta bị nám vùng này, và chúng ta phải xác định được cái điều này ha. Rồi hai bên gò má. Vậy bây giờ Dung nói những cái trường hợp nữa nè. cái vùng mũi nè, là có nhiều chị Dung thấy cũng bắt ngay cái vùng mũi nè, là cái vùng mũi mình tự nhiên nó bị nám đó. Là cái vùng này là cái vấn đề về dạ dày ha, mình phải coi lại nám. Cái mụn khác nha, mà cái nám khác nha. Cái nám mà nó bị đây là cái vùng dạ dày mình cũng suy yếu nè, đó, mẹ Dung cũng bị nè. Là sao? Dạ dày với mẹ Dung ở nóng biết à. Ở nóng rồi đi cầu loãng này kia đó là cái nám nó cũng bắt cái mũi. Dạ dày rất là yếu. Dạ dày á đi nội soi này kia thì không có bị có con gì hết, nhưng mà nó luôn bị ở nóng rồi nó bị yếu vậy đó, thì mình bị nám ở đây, gọi là bệnh lý á các bạn, gọi là nám bệnh lý nha. Đó, nên là những cái này mình phải xử lý từ trong nữa, còn mình xử lý ngoài nó hết rồi mà trong nó cứ xuất ra hoài thì nó cũng bị hoài nhá. Rồi vậy thì cái nám cái vùng này mình phải để ý là cái chức năng thận của mình nữa đó. Ý chang mẹ dung bị cái nám ở đây à, cái nám này mẹ Dung cũng bị thì ngày xưa xài những cái kem corticoid này kia nữa, nhưng mà cũng bị những vấn đề là mẹ Dung cũng rất khó ngủ à, mẹ Dung cũng rất khó. Bây giờ Dung nói mẹ Dung thôi là đủ bệnh luôn. Mẹ Dung là khó ngủ, thận yếu hay đi tiểu đêm đó. Rồi sau này thì Dung cho mẹ uống một số thực phẩm chức năng này kia thì mẹ cũng đỡ dần ha, đỡ đi tiểu đêm. Rồi mẹ Dung thì thơ tớ mãn kinh rồi, mãn kinh là cũng bị nám cái vùng này. Gần như những phụ nữ tuổi mà 60 mấy vậy thì đa phần bị ha. Rồi chức năng thận yếu ở cái vùng này nhớ vẫn bị ha. Rồi tiếp theo ha, Dung đã soạn hết cái giáo trình này rồi. Rồi tới cái nám mà cái vùng nè, cái nám mà cái vùng nhân trung nữa. Có nhiều chị nám vùng đây nữa nè, trời nhâm râu á, đúng không? Nhâm râu á thì sao? Đó, cái bài like này phải chia sẻ cho mấy chị em mà tầm khoảng 50 tuổi nó sẽ hợp về nám, thì nói về nám nè. Đó, mà nám là một trong những cái đề tài mà muôn thuở mà cứ đi tìm kiếm đó. Rồi tới cái nám nè, nám vùng nhân trung nè. Đó là cái hóc môn nữ cũng không điều nè, tức là cái hoạt động của hóc môn nữ không có đồng điều nè, chướng ngại về tử cung và buồng trứng ha. Đó, cái vùng này là có vấn đề về tử cung và buồng trứng nha. Rồi nhớ cái nám vùng này đó, mình phải để ý ha, tại sao mình tự nhiên mình bị đó mà mấy người kia không bị ở đó, mà sao tôi bị ở đó, đó đại loại như vậy. Rồi bây giờ cái đốm nâu mà nằm ở cái càm này nè đó, giờ có người bị hết mặt luôn thì coi như là bị hết tất cả các loại bệnh ha. Và tới cái người mà bị cái đốm nâu ở vùng càm nè,
cái đốm 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 nám ở vùng cằm, tại là sao? Vùng cằm thì nó giống như cái mụn á, bị bệnh phụ khoa ha, cái bệnh phụ khoa nè, rồi cũng chứng lạnh tay chân, rồi huyết trắng nè, rồi có thêm một cái tác nhân nữa là do là uống thuốc tây quá nhiều ha, uống thuốc tây quá nhiều ha, tức là uống thuốc mấy cái loại thuốc tây trị bệnh linh tinh á, uống rất là nhiều nha. Rồi mình nói nhân trung rồi, rồi mình nói gò má rồi, mình nói ở mũi rồi, chị nám á, nó còn xuất hiện ở bên này nữa, bên mấy cái khóe mắt nè, đó, nó lon lên khóe mắt rồi ở trán nữa nè. Bây giờ mình nói khóe mắt nè, mình nói khóe mắt rồi trên mí mắt nữa đó, có người bị hết luôn. Rồi bây giờ nè, nếu mà chúng ta bị cái vùng này nè, cái vùng này nè các bạn đó, vậy thì những cái vùng này là do cái tuyến giáp, cái tuyến giáp yếu á, chị Dung bướu cổ, tuyến giáp thì tuyến giáp bướu cổ là chị Dung, không biết bà chị Cao Thị Thúy Phượng có coi đây không, tức là cái bị mà cái nám ở vùng này là vấn đề về tuyến giáp bướu cổ y chang. Bà chị Dung là bởi vì tuyến giáp từ nhỏ mổ xong bây giờ nó vẫn cứ u lên, thì đó là gọi là tuyến giáp. Thì những cái vùng này mình nám cái vùng này, bà cứ bị vùng này thì cũng bây giờ xài tóp cũng hết rồi, ngày xưa cũng nhiều nhiều lắm, bây giờ gần như hết 90 mấy phần trăm, 90 mấy phần trăm rồi. Nhưng mà chỉ với nó, trời Dung ơi sao tới xài quả giờ nó vẫn còn cái này, nó vẫn cứ còn còn chút. Đó là cái vấn đề, cái tuyến giáp của chị á, sau khi mổ uống thuốc thì nó đỡ đó, mà bây giờ chị không theo điều trị nữa thì nó là bắt đầu nó xì lại, cái bệnh nó xì ra tiếp. Thì chị làm ơn giúp em là chị phải đi trị tiếp tục cái tuyến giáp, uống thuốc cho nó đúng là nó sẽ đỡ ha. Chứ mình trị nám bên ngoài mình có trị rồi đó, nhưng mà bên trong nó từ trong cơ thể nó cứ xuất ra thì mình xin lỗi cũng không có mỹ phẩm nào trị được. Nó trị bên ngoài đâu thì đi vô máu len lỏi trị bên trong, đúng không ạ? Nha. Nhiều nên bị đốm nâu. Rồi tiếp theo nữa, trường hợp họ bị cái vùng này nữa là cũng do một phần cái cơ thể của họ hay căng thẳng hồi hộp, gan cũng suy yếu ha, gan suy yếu ha. Coi lại cái hệ thống gan, mình có thể uống đào thải độc tố gan để cho mình dễ ngủ hơn, rồi để cho nó đào thải cái độc tố, cái giờ gan nó hoạt động thể đào thải được độc tố. Rồi phải kiểm tra lại là mình sử dụng mỹ phẩm trước kia rồi mình có tẩy trang rồi, nó để cái sót lại trên da nhiều hay không. Đó, rồi. Vậy thì tiếp tục ha. Cái đốm nâu mà ở cái trên mắt nè. Đó, giờ tới đốm nâu trên mắt nè. Cái mí này các bạn. Rồi mình sẽ tới đốm nâu trên trán ha. Đó, mí mắt nè. Là đốm nâu mí mắt này á, là nó ảnh hưởng do từ mang thai, phá thai nhiều, có thai phá đó, nên mấy người mà bị cái đốm nâu này á, là hay bị phá thai á, cái này tội cũng hơi lớn ha. Rồi rồi thận, thêm nữa cái nguyên nhân nữa là thận nó không khỏe ha. Như cái vùng này nếu mà có bị thì vẫn ưu tiên cho cái vấn đề về phá thai, hư thai. Có người không có phá nhưng mà bị hư thai ha. Rồi do cái tử cung bài tiết không tốt á ha, hóc môn nữ không đều, thận thì không khỏe. Rồi tới cái vùng trán á, cái vùng trán á, bây giờ mình nói tới vùng trán nè, đốm nâu vùng trán. Thì thường cái đốm nâu vùng trán thì cũng có một số người sẽ bị, một số người thì cũng không có bị. Nhưng mà thì ban đầu chúng có nói là nám thì nó xuất hiện có những cái người hay bị gò má, nhưng mà có người vẫn bị trán như thường. Thì khi mà mình bị cái vùng ở trên mà trán á, thì nó có vấn đề về buồng trứng nè, hóc môn bài tiết bất thường nè, thận trái hóc môn bài tiết không đều nè, đó, đại loại là nó về cái vấn đề là buồng trứng ha. Ở thận trái hóc môn bài tiết không đều, buồng trứng hóc môn bài tiết bất thường, rồi thêm nữa là cái thời kỳ mình mãn kinh nha, mình cũng bị ở trên này. Rồi vậy thì Dung đã xử lý hết tất cả mọi cái vấn đề mà nám ở trên da về nguyên nhân bên trong ha, nguyên nhân bên trong rồi. Bây giờ cách xử lý thì cũng giống như hồi nãy Dung nói,
những cái vấn đề bên trong như là bướu cổ, tuyến giáp thì mình phải trị. Mình xài mỹ phẩm thì nó giải quyết được một phần thôi, nó có thể là hết được 80%. Những cái vùng sạm khác, những cái vùng đó nó cứ còn đó, hoặc là nó cứ trồi lên trồi xuống, thì làm ơn điều trị uống thuốc dùng dung. Mà các bạn biết rồi, thuốc tây thì chúng ta điều trị, nhưng mà chúng ta uống lâu năm thì chúng ta lại bị cái vấn đề nám chỗ khác, thì do uống thuốc tây nhiều mà phải chịu thôi đó. Rồi vậy thì khi nám, khi nói về vấn đề nám da, chúng ta phải điều trị như thế nào đây? Rồi đó là vấn đề bên trong. Vậy thì còn vấn đề về một, có một số vấn đề nữa nè. Nám do sử dụng mỹ phẩm nữa, và nám do sử dụng mỹ phẩm như những cái sản phẩm mà bị nhiễm corticoid, chất cấm, thì chúng ta sử dụng lâu ngày thì chúng ta cũng bị nám, nó sẽ không có hết. Chúng ta sử dụng mỹ phẩm khác nó cũng không hết, thì nó nhiễm một số chất cấm rồi, nhiễm nặng rồi ha, thì nó sẽ không có theo cái liệu trình mà sản phẩm khác, thường nó mất rất là nhiều thời gian. Vậy thì mình phải chấp nhận, mình điều trị thì mình phải tốn thời gian ha. Rồi tàn nhang thì nó cũng ná ná như nám thôi. Nám tàn nhang thì nó giống vậy nha. Nám với tàn nhang nó cũng phân về một nhóm vậy thôi ha. Đó. Rồi vậy thì phần lỗ giữa chân mày, cái này là gì? Rồi với những cái nám da này thì mình sẽ xử lý như nào? Với những nám da vậy thì cái phương pháp thì từ xưa giờ Dung vẫn chia sẻ cho các bạn rồi ha. Chúng ta làm sạch da xong, làm sạch da, tẩy trang, rửa mặt, chúng ta tái tạo bằng D1 để xử lý cái vấn đề sạm da ha. Chúng ta sẽ xử lý những vấn đề sạm da, bóc tách và đẩy những cái sạm da từ bên dưới lên trên đó. Trường hợp một số da nhiễm corticoid thì các bạn khi xài cái tái tạo thì nó sẽ bị sạm da, tại vì nó đã bị nhiễm những cái chất cấm rồi. Thì khi mà mình đưa những cái phương pháp điều trị khác vào thì nó hay bị phản ứng ngược, nó không hấp thu mà nó làm sạm. Vậy thì mình phải giải cái corticoid đó ra, thì từ từ một thời gian, hoặc là mình dưỡng một thời gian thì nó, ví dụ người nhiễm nhẹ thì mình dưỡng thời gian thì nó giải ra rồi mình mới tái tạo. Còn với trường hợp những người mà bị nặng thì cần phải có cái kem giải cái corticoid ra. Thì công ty cũng đang nghiên cứu cái kem giải cái những cái chất cấm corticoid. Thường thì trong cái chất cấm, những cái nhóm chất cấm của trong cái mỹ phẩm á, thì có cái corticoid là nặng nhất. Thì khi mà giải được corticoid thì những cái chất khác đều giải được bình thường ha. Đó, vậy thì trong tương lai thì công ty cũng đang làm cái sản phẩm kem giải ha, corticoid, những cái chất cấm để cho da nó trở về được da thường, rồi da nó sáng lên, nó bình thường trở lại ha. Rồi sau khi mà chúng ta sử dụng D1 tái tạo thì tùy với trường hợp da nám mà chúng ta sẽ đưa liệu trình ít hay nhiều. Ví dụ như bây giờ với trường hợp da nám mà nhạy cảm thì sao, nám da mà mỏng quá thì sao, thì chúng ta đưa liều lượng nhỏ ha. Rồi với da dày thì chúng ta sẽ đưa, đối với da dày thì chúng ta sẽ đưa nó, gọi là nó sẽ đỡ hơn. Ví dụ như là với cái da dày thì chúng ta sẽ đưa cái liều lượng nó nhiều, nhưng mà nó đỡ hơn là sao, nó phục hồi nhanh hơn, nó sẽ tái tạo diễn ra nhanh hơn, và nó đưa dưỡng chất vô, nó sẽ xử lý được vấn đề da nhanh hơn đó. Vậy thì với mình cũng phân biệt da nám thì nó có mấy loại, nó cũng bởi da họ, cái gốc da họ là da thường, da dầu, da khô đó. Thì chúng ta bắt đầu phân tích ở da sần đó, da mà giống như là cái da mà do dầu mà sần đó, nám nhưng mà dầu sần nữa đó, đại loại vậy. Hồi nãy mình phân tích từ đầu á là nó có nhiều nhóm da, sau đó thì mình bắt đầu họ hình thành nám là những cái vết sạm, là sạm là riêng ha. Vậy thì khi mà da họ là nám mà nhẹ thì mình dễ rồi, tái tạo ba lọ D1 này, 3 đến 4 hoặc 5 lọ ha. Nhưng mà đương nhiên mình không mua một lần, mình mua một lần 2-3 lọ thôi. 3 lọ rồi mình mua bộ dưỡng ha. Bộ dưỡng da. Với lại tẩy trang rửa mặt là mình đủ một cái trọn cái
là 5-6 sản phẩm hết ha, 6 sản phẩm. Nhưng đâu có phải bôi 6 sản phẩm một lần, đây là tẩy trang rửa mặt thôi, để phòng tắm để mà xài. Còn lại là mình chống nắng là mình phải có, serum mình phải có và dehan phải có để mình phục hồi da sau khi tái tạo. Nhiều người bị nám gửi cho Dung nói là em ơi em bớt liệu trình lại cho chị, chứ bây giờ chị xài như vậy chị không có điều kiện. Nghe thì thấy thương lắm nhưng mà không bớt được, thật sự không bớt được. Nếu mà bớt thì thôi, tốn tiền cũng không hiệu quả. Tại vì sao? Các bạn tẩy trang rửa mặt làm sạch là cái nguyên tắc các bạn phải cần rồi. Các bạn tái tạo các bạn phải cần để trị nám rồi. Đã là một cái nám là một bệnh lý. Nếu không phải là bệnh lý thì đâu có ai mà đi laser tới 100 triệu họ vẫn đi đâu các bạn. Đúng không? 100 triệu trị nám họ vẫn đi đó. Đó. 100 triệu họ vẫn đi bình thường, họ vẫn đi hoài đó. Đó, vậy thì bây giờ với tóc oai nó chỉ vài triệu thôi, nên mình phải đi cho nó hết liệu trình. Chứ bây giờ da nám nhẹ, tư vấn hộ mình da nám nhẹ đây, em đang nói là da nám nhẹ đây chị. Rồi, chị tẩy trang rửa mặt giúp em xong ha, mình đi D1. Đi D1 mình tái tạo thì lúc này những cái vùng mà nám của mình á thì nó sẽ bắt đầu, cái D1 nó làm cho da mình rất là mỡn ha. Da mình rất là mỡn, da nó rất là bóng bẩy, có rất là nhiều người rất là thích cái D1, nó rất là bóng, da rất là đẹp. Và sau đó là nó đẩy những cái lớp sừng ra, đúng không? Nó đẩy những cái lớp sừng ra khỏi bề mặt da. Thì bắt đầu nó đẩy lớp sừng ra thì chúng ta phải coi lại quy trình bao nhiêu ngày tùy da. Một số da nó rơi vào khoảng là sao? Tầm khoảng 3 ngày, có người 5 ngày, có người 7 ngày thì nó sẽ bong cái tế bào chết ra ha. Đó. Có những người da họ khỏe, họ chịu được tiếp tục, họ tiếp tục họ vô D1. Nhưng chúng ta vẫn có phương pháp, đó là chúng ta đưa vào dưỡng D2, chống nắng tầm vài ngày ổn định. Chúng ta đưa D6 vào 3 ngày ổn định, đưa D6 vào phục hồi tầm khoảng 1 tuần. Chúng ta lại tiếp tục, nếu da chúng ta khỏe, tiếp tục D1. Hoặc có người họ đi D1 liên tục luôn. Và chúng mới nói rằng là cái này phải theo từng da, chứ không phải là bây giờ mỗi da mỗi khác nhau. Không thể nào mà ở da nào cũng đi phương pháp này, không phải da nào cũng đi như vậy. Tức là liệu trình thì vẫn cho như thế, nhưng mà mỗi da mình phải theo dõi cái da của họ. Họ quay phim, họ chụp hình, họ gửi cho mình, mình phải coi cái da của họ như thế nào, mình mới bắt đầu mình phân tích cái da đó. Mình đưa liều lượng D1 bao nhiêu ngày là hợp lý, bao nhiêu hũ là đúng đó. Vậy thì khi quý vị mua hàng đúng chính hãng, quý vị mua hàng đúng của người chuyên môn, có chuyên môn tư vấn, thì họ sẽ cho các bạn một cái phương thức để các bạn không tốn kém mà các bạn đi đúng liệu trình da bạn nhanh lên tông. Những người nám nhẹ là chứng tỏ họ không có chưa nhiễm corticoid. Nhưng nói là nám nhẹ mà ngày xưa đã nám rồi, nám cách đây 10 năm mà xài những cái kem mà kem của những hãng này kia xong cái nó bớt, cái nghĩ là nhẹ, không có. Thực sự bung ra nó rất là nặng nha, cái đó không phải là nhẹ ha. Nhẹ là mới xuất hiện đây đó, xưa giờ chưa bao giờ bị, mới xuất hiện đây mới gọi là nhẹ ha. Rồi, vậy thì tùy da mà chúng ta sẽ sử dụng D1 này nhiều hay ít. Nhưng mà Dung nói thật, đã nám rồi cái hộp này chắc chắn trước sau thì cũng xài tới 10 hộp. Nói trước là như vậy, đúng không? Không có xạo được, không có giống như những hãng một hộp hai hộp bớt muốn hết luôn, có khi tới 10 hộp. Tại vì nám mà có nhẹ mà đã xuất hiện trên da rồi thì nó cũng không thể nào mà mình xài vài hũ là nó hết luôn được đó. Nên xài từ từ, tức là đương nhiên cái 10 hộp này không phải mua một lần, mà mua một lần một xài hết một hộp, 2-3 năm mình mới xài hết 10 hộp, ví dụ vậy, tùy da ha. Rồi, hoặc là có người tầm khoảng là một năm họ xài hết 10 hộp nhưng họ hết luôn đó. Đó, vậy thì tùy tình trạng da thì lúc này sẽ chuyên viên họ sẽ theo dõi da cho mình ha, các đại lý ha, là khi mà bạn gửi hình về công ty mới theo dõi cái da cho mình được để biết cái liệu trình mình sẽ đi là bao nhiêu. Chứ còn bây giờ nhiều chị nói là em nhẹ lắm chị ơi em ơi chị nhẹ lắm, em cho chị liệu trình bớt lại nói thật cũng không thể thiếu D1. Bây giờ bình thường mà có D1 mà không xài cái dưỡng và chống nắng thì cũng thua, đi ra cũng nắng lại, nó ăn nắng lại,
nó cũng nám lại cũng thua, cũng phải bảo vệ thôi. Mình phải hiểu nguyên tắc như vậy. Vậy thì tẩy trang rửa mặt cũng công ty không bao giờ bỏ. Tẩy trang rửa mặt là thứ cần thiết mỗi ngày. Nó xài hãng nào, ở chỉ có tẩy trang của hãng khác rồi, rửa mặt hãng khác rồi thôi. Nếu mà mình đã xác định về thôi, mình đừng có xài. Mình xài hết cái đồ của các hãng mà mình cho là danh tiếng đi, mình cho là tốt với mình đi. Mà mình sao nếu mà đã tốt rồi, sao mình đi mấy năm rồi nó không hết? Đó, nếu mà mình đã xác định cái sản phẩm đó đã tốt rồi, thì sao mình đi theo đó, hãng nó hoài mà nó không hết. Vậy thì mình, nếu mình đã xài nó không hết thôi, mình vứt nó đi ha, vứt nó đi, dọn dẹp nó hết đi, vứt sọt rác hết đi. Rồi mình đã tin một cái sản phẩm này nó sẽ điều trị cho mình hết, thì mình mua lại trọn cái mới cho mình xài. Mấy cái đó rửa tay, rửa chân, rửa tắm, rửa đi ha, không sao hết. Rồi bôi tay chân, bôi người đi, nếu tiếc đem bôi chân tay rồi cho nó đẹp đi ha. Rồi còn mình đưa những cái sản phẩm này vào thì mình phải đi đúng cái liệu trình của nó. Bây giờ kêu Dung bớt, nhiều khách vô tư vấn, Dung có coi bê kêu tư vấn bớt cho chị em ơi, bớt ra bớt chứ chị không có đủ điều kiện. Mà nói thật nó rồi, không có điều kiện thì thôi không xài, còn xài cho nó đầy đủ chứ tiết kiệm không được. Tại vì đã nám là nó đã đi theo một liệu trình, theo liệu trình là mình phải chống nắng, mình phải bảo vệ, mình phải dưỡng, sau tái tạo mình phải phục hồi, mình phải dưỡng nó chứ. Còn nếu không tự nhiên ta lấy nám đi rồi cái mình để cái mặt trơ trơ ra, rồi ra cho nó tát một đống 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 nám vô hả? Mình tái tạo là mình bóc tách cái tế bào nám nó đi, rồi mình đẩy nám từ những cái sạm từ dưới da lên, rồi mình bóc tách cái tế bào đó đi. Rồi bây giờ mình không vô mình dưỡng ẩm lại, mình không phục hồi nó lại, rồi mình không chống nắng thì làm sao nó hết được? Thua đúng không? Mình tái tạo hoài nó. Thôi em bán cho chị cái rửa mặt, cái rửa mặt thôi, với cái đêm một thôi, cái đêm một trị nám phải không em? À vậy thôi, bây giờ chị nhà chị chắc tụi em muốn bán cho chị nhiều để lấy tiền quá, thôi chị mua cái rửa mặt với cái đêm một thôi, bán cho chị vậy thôi, rồi cứ mua vậy về xài đi, đảm bảo là cũng không đi về đâu. Rồi cũng mua theo cái ý tưởng suy nghĩ của mình thì cũng không đi về đâu. Rồi cuối cùng cũng giống như cũ. Cuối cùng cũng giống như mình suy nghĩ. Rồi mình mua mình xài vậy, rồi cuối cùng da mình y chang như cũ thôi ha. Và thôi, nếu mà xác định mua vậy đừng có mua, tốn tiền cũng tốt. Hai cái này cũng 900 ngàn cũng tốt. Rồi càng ngày có khi càng nặng hơn nữa. Thôi đừng có mua, đừng mua vậy nha. Đó, mua như vậy xài thử 1-2 hôm thì được, xài thử 1-2 hôm thì được, nhưng mà 2-3 hôm thì được, 1 tuần thì được, làm ơn sau 1 tuần ơn hết bộ về mà xài. Chứ còn nếu không có thì cũng chết thôi. Thôi đừng có mua vậy. Thật sự đối với Dung là Dung nói thẳng là như thế. Thì bây giờ cái suy nghĩ tư duy của mình lúc nào cũng nghĩ người ta bán cho mình là để người ta bán nhiều để lấy tiền, thì mình mãi mãi cái tư duy đó mình sẽ không bao giờ hết nắng được. Tại vì có thể một có thể mình nghĩ như vậy, nhưng mà đối với cái người mà người ta làm nghề thì người ta chỉ muốn trị hết cái nám cho mình thôi. Nhưng mà phải đi đúng đúng liệu trình, đúng phương pháp. Bây giờ mình cứ tự hiểu đi, mình cứ suy nghĩ nè. Ủa tái tạo xong mà lấy cái gì dưỡng ta? Ủa rồi lấy cái gì chống nắng ta? Đi ra đường rồi sao ta? Ủa lấy cái khẩu trang che rồi nó hết nám hả ta? Ủa lấy cái khẩu trang che là nó che được, nó khỏi bị nám hả? Không có. Đó, mình phải hiểu như vậy thì mình sẽ trả lời tại sao người ta tư vấn cho mình vậy. Ủa cái rửa mặt mà nó sạch hết hả ta? Sao phải cần tẩy trang? Chị đâu trang điểm đâu cần tẩy trang. Ủa bây giờ không tẩy trang sao nó sạch sâu? Nó sạch sâu vô tái tạo sao nó hiệu quả? Rồi không chống nắng là nó ăn nắng lại bao nhiêu, nó ăn càng ngày càng nhiều hơn. Dạ vậy thôi khỏi xài đi, thôi phức tạp quá khỏi mua đi, khỏi xài đi. Nếu chúng ta đã suy nghĩ như thế thôi khỏi xài. Nhưng nói thật, cái phương pháp của mình nó đã rút gọn, nó không có những cái xịt khoáng, không có nước hoa hồng, đã tiết chế rất nhiều rồi. Top 3 luôn muốn gọn nhẹ cho khách hàng, nhưng mà chúng ta phải hiểu cái những cái sản phẩm cần là chúng ta phải xài ha. Rồi vậy thì đối với cái nám thì Dung cũng nói rồi ha. Nám thì nám nhẹ, nám nặng. Đối với nám nặng thì chúng ta đi cái liệu trình nó lâu dài hơn, thời gian nó sẽ diễn ra dài hơn. Diễn ra dài hơn thì chúng ta phải cứ tái tạo và cứ dưỡng, tái tạo và cứ dưỡng ha. Rồi những cái vấn đề về bên trong thì nãy Dung nói rồi. Nếu chúng ta xem lại những vấn đề bên trong thì chúng ta, nếu mà chúng ta cảm thấy cái gì mà chúng ta bị bệnh lý gì chúng ta trị. Còn nếu chúng ta không bị bệnh lý thì chúng ta cứ sử dụng phương pháp này cho Dung. Bây giờ mình đã bị nám rồi, bị nám do gì, do nám, do nắng, do này kia, do vân vân, thì chúng ta đều phải
đều phải điều trị, đúng không? Là phải xử lý nó, chứ còn không càng ngày nó càng nhiều, nó ăn sâu hơn. Trời ơi, Vũ Tuyết Nhi ơi, bấy nhiêu đây mà khách đã than vãn rồi, bây giờ ra thêm nước hoa hồng xa xỉ nữa thì khách sao chịu nổi. Đó, mà em thấy da chị không nước hoa hồng mà đẹp không? Đó, thích nước hoa hồng dễ lắm, nước hoa hồng dễ làm. Giờ chai nước hoa hồng nữa khách, hồi xưa đó không có serum, khách nói giờ chứ hồi trước đâu có serum đâu, xài cũng được mà, thôi đâu cần xài serum đâu. Bây giờ ra serum da nó đẹp, nó trồ, nó đẹp lên. Bây giờ muốn cũng muốn ra chai nước hoa hồng lắm, mà thêm 5-7 bước đó, khách ngán lắm, nên thôi chị cũng chưa muốn ra ha. Rồi, thực ra cái nước hoa hồng nó chỉ cân bằng cái độ pH trên da, rồi nó kiểu giống như là nó giúp cho da sản phẩm hấp thu hơn. Nhưng mà thực ra cái tẩy trang rửa mặt mình nó cũng giúp hấp thu hơn, nếu có bước hoa hồng một chút mà tóc quay làm thì nó cũng sẽ hiệu quả cao hơn. Nhưng mà khách mình á, cái người Việt Nam mình nó lười nhiều bước lắm, nên tiết chế được bước nào đưa những cái dưỡng chất đó vào hết những cái sản phẩm thì ok thôi, nên tiết chế được phần nào thì cứ đỡ cho khách phần đó, đỡ tốn kém cho họ, chứ không là họ nói là mình bán nhiều tốn tiền cho họ quá mà bước nhiều quá họ rất là lười xài. Dạ, nám nội tiết. Nám nội tiết cũng vậy thôi, hồi nãy Dung có nói rồi ha. Nám nội tiết thì mình cũng phải điều trị thôi. Đã bị vấn đề nội tiết rồi thì mình hóc môn sinh lý nữ, hồi nãy Dung có nói một số vấn đề nữa, thì mình phải chấp nhận thôi ha. Mình phải điều trị giống như là huyết trắng rồi này nọ, cân bằng lại ha. Uống cân bằng nội tiết là thêm vào ha. Rồi, nám tàn nhang. Rồi những cái tàn nhang do di truyền nữa, bớp không, bớp xanh nữa. Những cái bớp xanh nè, những cái nám mà bớp xanh luôn, bớp xanh này là Dung có đại lý là bạn Cẩm ha, ở thành phố Hồ Chí Minh thì phải bớp luôn nha. Bữa nay là khi mà Dung gặp bạn này là nám mà gọi là giống như di truyền, tức là cái tàn nhang bớp xanh này nè, nó thành một mảng hai bên má nó xanh lè luôn, bạn có thấy cái đó không? Ít người bị mà cũng có người bị ha. Thì những cái này mình bạn cũng tái tạo dưỡng, bây giờ gần như khi bạn lên like các bạn không còn thấy cái bóp của họ nữa, là của bạn nữa, hết 95%. Bữa nay là mấy năm rồi, bạn Cẩm thì xài mấy năm rồi ha. Đó, vậy thì đối với cái D1 của mình, với cái bộ dưỡng của mình, điều trị hết được tất cả mọi cái duy nám là tàn nhang là Dung gặp tàn nhang di truyền luôn rồi, nó cũng ức chế được, nó giảm được cực kỳ nhiều, 90%. Nếu sử dụng tầm khoảng vài năm, 2 năm đổ đi thì là bạn hết tầm khoảng 90%, 95 hoặc 90%. Dạ, cũng đi phương pháp tái tạo dưỡng chống nắng để bảo vệ. Tại vì sao? Nếu mà chúng ta bị, chúng ta không bảo vệ da, chúng ta tiếp xúc bởi tia tử ngoại thường xuyên thì nó sẽ lan, càng ngày nó lan nhiều hơn, càng ngày nó càng lan nhiều hơn ha. Vậy thì mình chỉ cần tái tạo để cho nó xử lý bớt cái sạm, những cái vùng tàn nhang đó, xong chúng ta lại dưỡng, chúng ta lại tái tạo, chúng ta đánh tùy cái nám nặng nhẹ mà chúng ta đánh theo phác đồ mạnh nhẹ như thế nào. Ví dụ như trường hợp da chúng ta bị nặng mà da cảm giác khỏe, đánh ở chuyên sâu, chương trình mạnh, đánh vào liên tục. Khi da chịu áp lực quá rồi không nổi, chuyển qua chương trình dưỡng. Và khi dưỡng vô phục hồi, da mởn ra, đẹp ra, non mởn đẹp rồi, phục hồi những cái làn da mới rồi, một tháng là bắt đầu da nó có lại lớp sừng, đánh tiếp tục chu trì chương trình tái tạo tiếp, phương thức cao hoặc phương thức thấp tùy cái làn da lúc đó nó nhẹ hay nặng, nó đã giảm được bao nhiêu phần trăm rồi, nó có mởn hay ra chưa. Còn nếu da còn dài, còn sừng, còn nám, còn vẫn dày, đi chu kỳ cao vào, chương trình cao vào để cho nó đột phá ha, rồi chúng ta lại đưa quy trình dưỡng vô. Đó là nguyên nhân tại sao chúng nói là chúng ta phải luôn có cái bộ dưỡng, chúng ta đánh cùng song song với thằng tái tạo. Bây giờ đánh tái tạo mà không đánh dưỡng thì cũng chết, không chống nắng thì cũng chết. Chúng ta đánh theo quy trình như vậy, chúng ta đánh giống như khi mà chúng ta thấy da nó chịu áp lực cao quá rồi thì chúng ta ngưng, chúng ta chuyển dưỡng cho nó relax, nó thư giãn lại ha, thì bắt đầu nó hấp thu dưỡng chất, nó phục hồi.
khi chúng ta hiểu hết cái quy trình về da, chúng ta hiểu hết tất cả mọi cái vấn đề mà về da thì chúng ta sẽ xử lý được. Nhưng mà đương nhiên cái sản phẩm này nó phải đi theo những gì mà Dung sáng tạo ra nó, để nó đi theo cái phương thức giống như là mười mấy năm nghề Dung kinh nghiệm để Dung đưa cái liệu trình này vào cho nó đúng ha. Rồi thì đó là tất cả những cái vấn đề da thì Dung cũng ngày hôm nay Dung đã chia sẻ hết cho các bạn ha. Nám điều trị được hết ha, điều trị được hết chứ đừng nói là không được. Nhưng mà đối với cái nám mà bị nhiễm những chất cấm mới là mệt nhất là những cái nám đó, khi mà chúng ta đưa cái sản phẩm ra vào nó sẽ xì đen ra, nó xì đen à. Và những cái làn da này công ty đang nghiên cứu tới cái sản phẩm gọi là thải độc, thì thải những cái độc tố, những cái gọi là cái nhiễm chất cấm này ra, thì một thời gian mình mới đánh cái chương trình chuyên sâu điều trị được. Thì khi mình đưa cái sản phẩm đó vào thì thời gian qua thì công ty cũng làm, phòng phát triển sản phẩm cũng đã làm đưa cho khách hàng xài, thì nó nhả ra, nó nhả ra da nó sáng rồi, nó phục hồi sáng lên. Nhưng mà đưa vào tái tạo nếu mà chưa được thì chứng tỏ nó vẫn còn nhiễm chất cấm. Vậy thì những cái corticoid chất cấm này nó bị nhiễm lâu năm rồi, do ngày xưa khách hàng sử dụng những cái kem mà nhiễm corticoid, những cái nhiễm chất cấm nó điều trị nám nhanh, đẹp nhanh, điều trị mụn nhanh, hiệu quả cao. Đó là những cái sản phẩm mà cái thời đó mà không bán tràn lan trên thị trường, mà thậm chí bây giờ vẫn còn, mà khách hàng không có thể, nó núp bóng trong những sản phẩm nó xinh đẹp quá, mình không thể nào phát hiện được đó. Nên vậy thì khi khách hàng sử dụng những sản phẩm này thì nó hiệu quả rất là cao, trị nám rất là nhanh, nhưng nó khi mình nhả nó ra thì nó sẽ bị lại rất là nặng. Nó bị lại nó còn nặng hơn hồi cũ nữa. Nhả ra tầm khoảng 1 tháng, 2 tháng rồi nó bị rất là nặng luôn, giống như là phải xài hoài nó vậy đó. Đó. Và càng ngày phải xài liều cao hơn, chứ liều mà bằng cái liều cũ là nó cũng sẽ không có chịu. Đó. Vậy thì đối với tóc hoài nó sẽ bị ảnh hưởng bởi một cái làn da mình nhiễm chất cấm nặng là mình sẽ hơi phức tạp một chút. Nó hơi cực ha. Đó, khi mà khách hàng đưa vào cái tái, tại sao Dung đưa vô tái tạo đêm một không bị sạm mà da sáng nó đẹp như vậy, càng ngày càng đẹp. Mà đối với khách hàng, một số khách là đưa vô nó cái sạm lè, là cái thời trước đó, ở Việt Nam mình đã bán rất là nhiều kem nhiễm chất cấm. Đó là lý do tại sao mà họ nói tới cái kem Việt Nam họ rất là sợ. Dạ. Tại vì á, Việt Nam mình á, mới đây là am hiểu, tức là mới đây là quản lý sâu về ngành mỹ phẩm, chứ trước kia toàn là mỹ phẩm cao cấp ngoại nhập, còn hai là hàng chợ. Ba hàng ngoài chợ đa phần là những kem mà trị nám nhanh 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 200.000, 300.000 cũng có. Rồi núp bóng là 300.000 của Pháp, 500.000 của Pháp. Pháp làm gì có kem trị nám? Kem trị nám 500.000 làm gì ở Pháp? Bây giờ bạn qua Pháp có hộp kem nào trị nám 500.000 không? Rồi toàn 2-3 triệu, 2-3 triệu serum này kia đâu có trị nám 500.000, 300.000 mà nói cái này có hũ này của Pháp, hũ kem đặc sụt dày chỉ có Việt Nam mình làm thôi, chứ làm gì có của Pháp. Đổ kem đặc sụt là kem ba cái kem dầu làm gì có của Pháp, không có của Pháp nào đây, không có của Mỹ nào đây, Mỹ này không bao giờ có mấy cái kem đó, mà có không có cái kem mà trị nám kiểu đó. Ở nước ngoài người ta thấy ra những cái tinh chất serum điều trị sạm da thôi, là những cái sạm tàn nhang này kia, nhưng mà nó rất là đắt, không có rẻ đâu. Nên đừng có bây giờ mơ hồ cái kem này chỉ mua của Pháp này, hũ kem tròn do như vậy nè, đẹp vậy nè, toàn là của Việt Nam tự chế ra làm hết, rồi toàn là kem chứa chất cấm không xài đẹp lắm. Nhưng mà thôi, mình đừng có mình xài vậy thì coi như mình đưa những cái độc tố vào trong người mình ha. Càng ngày càng lâu ngày thì mình càng gọi là mình càng giải quyết càng cực hơn, tức là mình nhả ra, mình thử nhả ra tầm khoảng 2-3 tuần xong là nó đen thù lũi luôn đó, là đúng rồi đó ha. Rồi khi mà các bạn nhiễm dễ lắm, khi bạn nhiễm những cái chất cấm đó, bạn đưa sản phẩm của Top White vào thì bắt đầu nó bị đen xì lì, nó không, rồi nó phải cần những cái sản phẩm giải chất cấm đó ra ha. Rồi thì Dung thấy rất là nhiều khách hàng cũng rất là chờ mong cái sản phẩm mà giải những cái chất độc, những chất cấm ra. Nhưng mà làm ơn, mình giải ra rồi mình đừng cứ đi mua mình xài nữa, mình cứ nghe cái người này kia truyền nhau cái trị nám này hay lắm, mình lại đi mua, rồi mình sẽ là đem cái bệnh vào trong người mình lại cái da mình nó nặng hơn ha. Rồi vậy thì cái đó là về tương lai, tại vì đối với thật qua khi làm một cái sản phẩm thì nó mất rất là nhiều thời gian.
từ năm ngoái mình đã bắt đầu nghiên cứu rồi, mình cũng đã cho thử nghiệm nhiều khách hàng bị nhiễm rồi để nó đạt được hiệu quả. Rồi trong quá trình đó mình cũng phải là mình chỉnh đốn sản phẩm cho nó hoàn chỉnh hơn, nó tốt hơn, nó hiệu quả cao hơn nữa ha. Vậy thì ngày hôm nay Dung đã chia sẻ cho các bạn hết tất cả mọi vấn đề về da. Dung mong rằng hệ thống đại lý cấp 1, hệ thống đại lý cấp 2, những bạn mới vào làm đại lý, dù các bạn đã sử dụng cái top 1 này qua rồi, nhưng mà các bạn sẽ không có am hiểu chuyên sâu về tất cả các liệu trình. Và Dung mong rằng đây là những cái liệu trình Dung hướng dẫn cho các bạn. Và về còn những cái chuyên sâu và những cái loại da mà các bạn gặp phải, gặp khó khăn, thì các bạn có thể chia sẻ vào trong cái group, để cái nhóm, để mình cùng xử lý nó. Lúc nào trong cái group các bạn cũng có Dung và có hệ thống công ty, là Dung là người sáng lập ra sản phẩm để giúp cho các bạn điều trị tất cả mọi cái loại da, nên các bạn cũng không lo ngại. Nhưng còn lại là chúng ta phải nắm được những cái liệu trình, tất cả cái cơ bản. Các bạn đừng bao giờ nghĩ rằng các bạn bán khách hàng, các bạn bỏ cái tẩy trang này là Dung không hài lòng. Bất kể khách hàng nào các bạn làm ơn ha. Dung hồi nãy Dung chấp nhận mà. Không bán serum nhưng phải bán tẩy trang. Không bán serum nhưng phải bán chống nắng. Những cái thứ đó là phải cần. Các bạn đừng bao giờ mà ham bán sản phẩm mắc tiền. Ham sản phẩm mắc tiền để ăn phần trăm mà cái chai tẩy trang thôi. Chị bỏ. Thôi chị bỏ hay chị lấy serum em ok. Bạn không có tâm trong nghề. Bạn phải hiểu một cái điều khách hàng cần. Hai cái sản phẩm đầu tiên mà không thể nào thiếu đó là cái tẩy trang và cái rửa mặt. Rồi mới nói tới sản phẩm khác. Nha, nhớ cái điều này giúp Dung. Dung biết là cái serum này nó rất là hay, rất hiệu quả, nhưng mà Dung cho các bạn bỏ cái serum này ra luôn. Nhưng mà làm ơn không được bỏ cái tẩy trang rửa mặt của Dung. Nha, Dung nói thật là cái điều vậy. Nhất là cái chai tẩy trang, đừng có bao giờ nói là tôi không trang điểm, tôi không cần tẩy trang. Cái câu này phải loại bỏ trong đầu khách ngay. Và chúng ta phải làm sao tư vấn cho khách hiểu cái tẩy trang nó giá trị như thế nào cho làn da. Khi nào các bạn hiểu được cái điều đó, tại sao tôi không bán cái tẩy trang, cái serum này có tiền hơn mà tôi đi bán cái tẩy trang, tôi ngồi tôi phải nói cái tẩy trang. Tại sao da khách xấu? Tại vì cái quan điểm khách luôn là như thế nên da khách mới xấu. Mình phải thay đổi cái quan điểm của họ thì từ đó trở đi khách họ mới đẹp. Còn nếu chúng ta không thay đổi cái suy nghĩ được của họ thì họ cần gì một chuyên viên, họ cần gì một chuyên gia để tư vấn, đúng không? Họ đến đây để làm gì? Đầy ở trên thị trường bán mỹ phẩm rất nhiều. Quá nhiều hãng trên thị trường bán, nhưng họ thiếu ở đây đó là gì? Họ thiếu đây là cái sự chuyên môn về nghề, chuyên môn về da và chuyên môn về cái tư vấn. Và khi mà các bạn tư vấn cho khách, các bạn luôn ở cái thế là các bạn nắm cái thế là chủ động, như là một người bác sĩ đưa liệu trình cho khách, chứ không phải là khách muốn, tôi muốn mua này bán cái túi này, muốn mua kia. Bạn đang hại khách chứ bạn không có tốt với khách. Bạn không có là cái người gọi là cái tâm trong nghề với khách. Nếu bạn có tâm trong nghề, các bạn hiểu được cái điều đó, bạn phải tư vấn theo đúng cái gì mà tốt nhất cho khách. Chứ giờ khách bây giờ chị muốn mua cái rửa mặt với cái D1 thôi, chị muốn mua rửa mặt với cái D2 thôi, các bạn phải giải thích cho họ hiểu cái phương thức họ sử dụng vậy nó không đạt được cái gì cả đó. Các bạn phải cho họ biết, muốn bất kể đưa bước dưỡng da gì phải nắm bắt cái phương thức làm sạch cho nó. Đầu tiên là cái điều đó và đúng. Nên trong tư vấn mà mười mấy năm nghề đối với Dung luôn nắm ở một cái thế chủ động, đó là Dung quyết định mọi cái vấn đề cho khách, chứ Dung không để họ quyết định. Các bạn, bây giờ chị Ân mua cái này nè, da chị á, cái hũ này chị nám phải không em, bán cho chị một hũ này đi, cái này dưỡng này bán chị một hũ về đi, rồi quăng cho họ hũ đó họ về xài, cuối cùng đâu thể hiệu quả gì đâu, không được cái gì hết. Chị cũng tốn tiền chứ đâu phải không tốn, là thôi khỏi tốn luôn đi, khỏi mua luôn đi. Chứ mà mua như vậy chúng ta không giúp được khách gì hết. Rồi họ sẽ nói một câu là xài kem của em hoài không hiệu quả. Đúng rồi, cái xài theo suy nghĩ của mình làm sao hiệu quả được. Và khi các bạn đi bác sĩ không vậy, bạn bị bệnh, bạn cảm cúm, bạn bị sốt hay bạn bị vấn đề gì đó, bạn tới bác sĩ, tại sao bạn cần bác sĩ? Bác sĩ mới đưa cho bạn phát đồ uống thuốc như thế nào chứ. Các bạn sợ nhà bạn uống thuốc hoài nó không bớt, còn bạn phải tới bạn gặp bác sĩ cho uống cái này, uống kháng sinh, uống ABC, uống với 7 ngày, 10 ngày bạn không bớt. Bạn thích bạn uống hôm nay, bạn uống hôm mai bạn không uống, hôm mốt bạn uống, hôm kia bạn không uống. Thôi bây giờ tôi thấy cái toa bác sĩ cho này thuốc như vậy nè, nhưng mà tôi không có thích mua cái này, tôi mua cái này về thôi. Đấy, sao mà bớt được? Đó, cái gì nó cũng có nguyên lý của nó. Và cái ngành mỹ phẩm này cũng vậy. Nếu mà cái người mà họ chuyên môn về da, họ am hiểu sâu về da, thì họ sẽ dùng cái am hiểu họ tư vấn cho khách như một cái người bác sĩ, thì cái khách hàng người ta
họ sẽ đẹp lên. Còn nếu không là họ mua theo cái kiểu của khách. Ừ, bây giờ tôi kinh doanh á, tôi kinh doanh á, chị mua gì tôi bán cái đó, bán như bán kiểu đó. Là lý do tại sao thấp qua Dung không ra hệ thống, Dung không cho đại lý bán nhiều hãng mỹ phẩm là vậy. Các bạn biết vì sao không? Dung bắt bán một mình tóc quai thôi. Còn nếu mà bán nhiều thứ khác, Dung không cho vào hệ thống cấp 1 của tóc quai, không cho hệ thống độc quyền cấp 1 tóc quai, Dung không đào tạo. Đố các bạn sao không? Bán nhiều thứ thì chỉ tham lợi nhuận. Dung nói thật, bán nhiều thứ là tham lợi nhuận, luôn tham lợi nhuận hàng đầu. Cái nào có lợi nhiều mình bán. Và tóc quai của tóc quai không có phần trăm cao, nên những sản phẩm trên thị trường khác muốn chen chân vào, họ luôn đưa phần trăm rất cao. Và khi cái người bán họ sẽ thích bán nhiều sản phẩm, là lý do tại sao chị muốn mua cái này, chị muốn mua cái gì em cũng có hết, em bán em lời nhiều. Rồi sao, chỗ bán cái này chai sữa mặt 50%, 60% sướng không? Sướng đó. Bán lung tung đủ thứ cho khách, khách thích cái gì bán cái đó. Và đối với tóc quai Dung cắt cái đó. Sau khi mà tóc quai hình thành 2-3 năm là Dung cắt luôn cái hệ thống là bán nhiều thứ. Dung cắt cái sự tham đó, tham vọng đó. Dung muốn, Dung thậm chí rất là nhiều đại lý của Dung thời đó bán rất mạnh. Nhưng khi mà Dung cắt cái kiểu mà không cho họ bán thứ khác ngoài tóc quai thì họ bỏ, Dung cho bỏ luôn. Chấp nhận. Họ bán tháng cả tỷ Dung cũng cho họ bỏ. Họ bán tháng 500 triệu Dung cũng bỏ. Lý do là sao? Dung ưu tiên cái quyền khách hàng lên đầu tiên. Nếu Dung không đi cái phương thức này về lâu về dài thì nó rất là tạp nham. Con người ta chỉ nhìn vào cái sự tham vọng thôi. Đi kinh doanh mà ai cũng tham vọng hết. Mà nếu mà Dung không hướng họ đến cái quy chế này thì con người ta chỉ cần có tiền, sự tham vọng, chứ không phải là họ theo nghề. Họ không phải theo một cái nghề này. Họ không có phải đam mê với khách hàng, mà họ tham cái túi tiền của họ nó to, càng ngày nó to hơn mà thôi. Các bạn hiểu ý em nói không? Vì vậy, tại sao các bạn thấy hệ thống đại lý tóc quai Dung sau này Dung chỉ cho họ bán một mình tóc quai thôi, không cho bán bất kể một cái sản phẩm nào khác. Và nếu những người bán khác là Dung loại ra khỏi hệ thống, bán tự do, muốn bán cái gì đâu bán. Nhưng hệ thống đó Dung không đào tạo, Dung không có đào tạo họ. Họ tự bán kiểu giống như bán cửa hàng, bán tạp hóa. Hôm nay bán cái này, mai bán cái kia, cái nào lợi nhiều bán. Tôi xin hỏi quý vị khách hàng chứ, bây giờ một chai tẩy trang tôi cho bạn lấy maximum, tôi cho bạn có mấy chục phần trăm, 30-35% là cùng, là bạn lấy đơn lớn. Tiền ship cho khách hàng, tiền này tiền kia bạn phải chịu. Và bạn phải lấy đơn lớn, phải đảm bảo hàng tháng bạn phải đảm bảo. Trong khi hãng khác bạn lấy có 5 triệu, 10 triệu thôi đã được chiết khấu 50-60% rồi. Bạn chọn cái tẩy trang nào bạn bán cho khách. Rồi cái hũ trị nám nữa, tôi cho bạn có 30%. Ví dụ tôi cho bạn có 30%, hãng khác nó cho bạn 70%. Bạn muốn bán cái nào? Lúc này bạn đem hai hũ về, ô cái thằng này cũng 500.000, mình nó được mình lời tới 70%. Trời, cái top qua này lời có 30%, tội gì tư vấn cái này cho khách. Đúng không các bạn? Vậy lúc này các bạn hiểu, tôi mười mấy năm nghề rồi các bạn, bạn không thể qua nổi tôi đâu. Thì đó, tôi mới nói tại sao khách hàng, đại lý, có nhiều người nếu tham lợi nhuận quá thì không thể vào hệ thống tóc quai được. Bây giờ tôi hỏi bạn, đem ra hai hũ, cái thằng này lời 70%, thằng này lời có 30%. Ủa ngu gì đi bán cái thằng này, trời, bán cái thằng tóc quai lời có 30%, ăn con mẹ như trong này. Ví dụ vậy, tôi nói với các bạn, thì tự nhiên trong đầu người kinh doanh họ sẽ suy nghĩ ngay, tao phải bán cái này cho khách, tao phải hướng cái sản phẩm này cho khách, lúc nào tao cũng phải hướng cái hãng này cho khách, cái hãng này mình lời tới 70% này. Chúng ta phải hiểu cái điều của người kinh doanh, họ luôn suy nghĩ ở cái vấn đề như thế. Nên đó là lý do chúng nó đến giờ phút này top quay mà những người còn tồn tại, top những người mà còn bán, họ phải chấp nhận cái phần trăm như thế. Bây giờ chúng muốn tăng phần trăm được không? Quá dễ dàng, easy, tăng giá khách hàng lên một chút là tăng được phần trăm cho đại lý. Có gì đâu, easy, quá dễ dàng. Nên vậy thì Dung muốn chia sẻ với quý vị, đối với hệ thống đại lý tóc quai dưới cái sự dẫn dắt của Dung là một cái phương thức để giúp tốt nhất cho khách hàng. Dung muốn cái thành công của Dung tới nay là qua năm thứ 8, đó là những cái sản phẩm mà Dung ra đời, và Dung muốn là khách hàng truyền tải cái điều này, đại lý truyền tải cái điều này cho khách, tức là họ đến top là họ phải đẹp. Và đương nhiên không thể nào mà một ngày Dung có được cái ngành nghề như thế, mà Dung phải đi tới mười mấy năm nghề rồi Dung mới có cái tâm niệm như thế được. Tức là
Dung đã từng thấy quá nhiều người họ bị nám, họ không bớt. Vậy thì cái điều mà Dung cần là vậy. Vậy thì Dung muốn nói rằng đó là những cái điều mà đại lý phải hiểu. Cái người sáng lập sản phẩm tại sao họ làm như thế, không phải họ tham vọng cho chính họ. Dung nói thật, nếu Dung cho tất cả đại lý bán tự do, lợi nhuận công ty nó càng nhiều hơn nữa, chứ không phải ít đâu, không phải ít đâu. Nó sẽ có thể lên gấp đôi. Nhưng mà, và Dung cũng cho phần trăm cao được chứ, nhưng mà Dung không có làm điều đó được. Đó, Dung muốn những cái khách, những cái đại lý đến với Top là họ phải tập trung một sản phẩm. Và họ, chúng ta cũng có lời nhưng vừa phải, tại tiền lời đó từ khách hàng mà ra cả. Các bạn nên nhớ điều đó ha. Vậy thì ngày hôm nay có những cái điều Dung đã chia sẻ cho các bạn, những quy trình về da, những cái phương thức, rồi cũng nói tại sao mà Top White ra đời với cái như vậy. Rất là nhiều người đến Top mà hỏi phần trăm là bỏ chạy, 100 mét quá không nhiều. Nhưng mà Dung nói trước, đến với Top bạn phải suy nghĩ tới cái điều đó là bạn phải giúp người ta đẹp, bạn phải giải quyết được cái vấn đề đó, là cái sự nghiệp của mình, đó là cái mà con đường chúng ta phải đi, và chúng ta sẽ tồn tại. Còn nếu chúng ta luôn suy nghĩ một cái bước đường là chúng ta móc tiền nhiều của khách, phần trăm thật nhiều, cái gì cũng nhiều hết, cái gì mình cũng muốn hết, và mình phải muốn bán nhiều thứ vân vân, thì chắc chắn các bạn không có đi sâu với nghề được ha. Đối với Top bây giờ chúng ta đã có tới 16, 17 sản phẩm đúng không? 15, 16 sản phẩm. Và mỗi sản phẩm chúng ta phải am hiểu. Dung nói ví dụ một nữ hoàng bán một tháng trên 1 tỷ, thì họ cũng phải tư vấn ngày đêm, rất là cực khổ. Tư vấn rất là cực. Một ca khách vào mình phải coi da, tư vấn liệu trình rồi khách hỏi liên tục. Bạn bán mỗi Top thôi bạn đã đuối lắm rồi. Nếu mà bây giờ bạn, nếu bạn tư vấn chuẩn mực, bạn tư vấn hết cái tâm của bạn. Còn nếu bạn bán theo kiểu dạng cửa hàng tạp hóa, nhập vào mà không hiểu gì, không hiểu thôi. Bây giờ một hãng nó có 10 mấy sản phẩm, hai hãng nó có cỡ 30-40 sản phẩm, ba hãng nó có cỡ 50-60 sản phẩm, bán thêm một hãng nữa là bốn hãng là nó có cỡ 100 sản phẩm. Ủa, bạn hiểu cái gì đó, bạn đi cái liệu trình gì đó cho khách, bạn hiểu hết không, bạn xài sản phẩm nào mà bạn am hiểu nó, bạn thuộc lòng được hết không? Vậy thì bạn sẽ tư vấn cái gì cho khách đây? Dạ, lúc này bạn chỉ lựa cái nào phần trăm lời nhiều bạn bán thôi, đúng không? Dạ, vậy thôi. Thì ngày hôm nay Dung sẽ dừng lại cái livestream đây, dù Dung thấy cái lượt xem còn rất là nhiều. Dạ, vậy thì ngày hôm nay Dung sẽ chia sẻ tới đây để cho quý vị khách hàng hiểu tất cả, tất tần tật mọi liệu trình về da và cái phương thức khách hàng đi. Đến với Top White thì khách hàng sẽ luôn đạt được những cái điều tuyệt vời nhất. Công ty luôn hướng tới khách hàng, đó là cái sự sử dụng thành công đối với Top White, để mọi vấn đề, mọi liệu trình da chúng ta đều có thể giải quyết được. Rồi Dung sẽ dừng livestream đây. Dung sẽ hẹn khách hàng và đại lý trong cái livestream tiếp theo. Bye bye.